bên hướng cứ địch. Tiếng từng đoàn xe cứ ì ì vận chuyển suốt ngày đêm, tưởng chừng như không ngừng nghỉ. Không biết chúng vận chuyển những gì, số lượng ra sao, nhưng những tiếng động bất thường đối với đơn vị chúng tôi đã gần như bão hòa, vì nghe quen thuộc quá. Rồi đột nhiên lại có thêm tiếng động cơ bất thường bắt đầu xen kẽ vào đó, làm cho anh em trong đơn vị chúng tôi quay lại chú ý nhiều hơn. Những tiếng động cơ nghe có vẻ rất gần và rất rền rĩ. Nó cứ hù hụ lên từng chập, chứ không đều đều như tiếng của các đoàn xe chạy lướt qua. Xen kẽ vào đó thỉnh thoảng là những tiếng bộc phá nổ nghe ầm ầm như sấm động. Nhận định của ban chỉ huy tiểu đoàn là địch đang tăng cường xây dựng các căn cứ lớn và đang mở thêm các đường hành lang cận sát phía bên kia đường biên. Đứng trước tình hình này, tiểu đoàn chúng tôi vẫn giữ thái độ án binh bất động. Không biết tiểu đoàn trong các bức điện báo cáo ra trung đoàn tình hình như thế nào. Còn bên trong đội hình chúng tôi, anh em chỉ nhắc nhau một từ cảnh giác, hết sức cảnh giác, nắm lòng mà thôi. Rồi đến những bức điện báo cáo tình hình ra trung đoàn trở nên không suôn sẻ như trước nữa. Địch bắt đầu phá sóng thông tin bằng việc nắm giờ giấc và tần số của ta, dùng máy phát mạnh gầy nhiễu và chửi bới, khiến cho bộ phận thông tin làm việc khá vất vả. Anh em có hôm bức xúc quá, xong điện chửi lộn tay đôi với bọn chúng một hồi, nhưng nghĩ lại cơ số pin của mình thiếu và yếu quá nên đành thôi. Thậm chí anh em cho biết có lúc chúng điều hẳn một tổ đài cắt qua đoạn giữa từ Mo Hơn ra trung đoàn, hoạt động phá sóng làm việc của ta. Vị trí này chỉ cách cầu 20 chừng vài trăm mét. Về phía hoạt động bộ binh của chúng, liên tục tổ chức các đợt tập kích cứ Mo Hơn dày hơn. Có ngày hàng chục đợt từ các hướng. Tuy nhiên những đợt đánh này quy mô không lớn, chỉ chừng 20 tay súng đổ lại. Cảm giác như chúng quần đi quần lại bốn xung quanh, chỉ trừ hướng đông và nam đội hình đại đội 8 hỏa lực cũ. Có lúc chúng bất ngờ nổ ảo ạt, nhiều loạt AK xen kẽ, là vài trái B69 rồi rút lui. Có khi chúng bắn liên tục mấy quả đạn B, liền rồi trở lại lặng im. Cứ như thế trong một ngày, chúng đánh vào nhiều hướng, từ hướng nam đại đội 6 bên nam đường, vòng qua hướng đường hướng tây đại đội 5, qua đến đội hình đại đội 7. Nhận định của ban chỉ huy tiểu đoàn và cả kinh nghiệm của anh em trong đơn vị chúng tôi, nhất là bộ phận các khẩu đội hỏa lực, địch đang tổ chức đánh thăm dò toàn bộ đội hình của ta. Cả ngoài chiến hào bộ binh và các trận địa hỏa lực, nhằm lên phương án chuẩn bị cho đánh lớn. Chính vì thế, thỉnh thoảng ngoài các khu vực chiến hào, bộ binh địch vào gần, anh em mới nổ súng đánh trả. Còn nếu xa thì bỏ qua. Riêng các khẩu đội hỏa lực thì tuyệt đối không được nổ súng. Một vài lần chúng áp sát vào ngay tổ phục tiền tiêu, nhưng may cho chúng là vì lệch hướng và bị một số trục trặc, ta không tiêu diệt được. Khoảng cách giữa hai bên ta và địch mỗi ngày rút ngắn dần. Với người lính, đó là những điều không thể nào khó chịu hơn. Áp lực từ cảm giác chờ đợi một trận đánh ác liệt sắp xảy ra là tâm trạng anh em trong đơn vị lúc nào cũng cảm thấy bất an, ngột ngạt và lo sợ. Lo sợ một điều gì đó rất mơ hồ, không diễn tả được, khiến chúng tôi ngày càng kiệm lời hơn. Đội hình trở nên lặng lẽ, rất khó chịu. Không như những mùa khô bình thường trước đó, không có tiếng hú hét, tiếng đàn ca, tiếng chọc ghẹo nhau, xua đi nỗi cô quạnh, hay có những hoạt động của vài ba anh em ở nhà, lên đất trồng rau cải thiện, vào đầu các mùa khô, tự tìm chút rau xanh cải thiện. Người lên luống, người xách gầu nước tưới, dù không đông đúc rộn ràng, cũng thấy sự trộn rộn. Tất cả mọi hoạt động, nhất là đi lại, kể cả trong đội hình, theo quy định, đều hạn chế tối đa. Mọi người phải cố gắng bám chặt vị trí trực chiến của mình. Mặc ngoài kia đàn cá đang dãy ruộng chết khô vì nước cạn. Mặc heo nai đi tìm nước hừng hực trước đội hình. Mặc tiếng tác mễn ăn đêm gần ngay trước mặt canh gác. Đột nhiên, gần như mọi hoạt động của địch bỗng tạm dừng đến 3 ngày. Đó là một báo hiệu khiến cả đơn vị chúng tôi rất e ngại. Vì thông thường như vậy, dứt khoát địch sẽ tổ chức đánh một trận lớn vào đội hình, không biết lúc nào.
ban chỉ huy tiểu đoàn lúc này quyết định không tổ chức lực lượng bung ra thăm dò, vì mọi công tác của ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng chẳng có gì gây cho ta một bất ngờ như một số trận đánh trước đó. Sáng sớm ngày kế tiếp, tầm khoảng 8 giờ, cơm sáng đã xong, cả đơn vị chuẩn bị tiếp công tác củng cố, chuẩn bị thì đột nhiên nghe xung quanh từ hướng Tây trục lộ, từ đại đội 6 qua đại đội 5 và một phần hướng Bắc của đại đội 7, có tiếng đề pa cối 60 và cối 82 cứ tong tong liên tục, nghe như tiếng bắp rang. Tất cả các bộ phận trong đơn vị liền nhanh chóng triển khai vào vị trí, quan sát và trú ẩn. Khi loạt đạn cối các loại từ hàng chục khẩu cối bắn ra còn chưa rơi vào đội hình, thì hướng căn cứ Tây Bắc của lính Pol Pot và thẳng hướng Tây trục đường, tiếng bùng bùng của cối 120, DKZ-75 và pháo hạng nặng cũng đồng loạt cất lên. Khác với những trận đánh hỏa lực trước đó, lần này tiếng pháo cất lên cứ nghe bùng bùng liên tục không dứt, như bọn địch đã chuẩn bị sẵn sàng cơ số cứ lao đạn và kéo cò. Tiếng cối bắt đầu rơi tập trung vào giữa đội hình tiểu đoàn, nổ chát chúa đanh gọn, bốc lên từng cụm khói nhanh chóng làm đen đặc cả một vùng. Trận địa DKZ-82 của chúng tôi ngay từ đầu đã nằm trong khu vực bắn phá của các loại cối của địch, chỉ còn nghe tiếng xoẹt oanh đều đều nổi lên, chứ không còn nghe tiếng đề pa của cối nữa. Áp lực của trận đánh hỏa lực tăng dần khi xen kẽ trong tiếng nổ của các loại đạn cối là những tiếng rít, tiếng nổ của các loại hỏa lực lớn hơn. Địch kết hợp dùng các loại pháo rất bài bản. Sau loạt đầu pháo các loại nổ, thì chúng dùng các loại đạn pháo xuyên hầm để bộ binh ta chịu nhiệt không nổi, phải tốc ra. Rồi dùng đạn cối các loại rơi nổ phá mảnh sát thương trên mặt đất. Không ai có thể cho rằng mình đã quen chịu đựng đạn pháo. Dù đã trải qua bao lần, thì khi bị một trận đánh pháo kéo dài với áp lực tăng dần, thì tâm lý bị khủng hoảng rất dễ xảy ra. Ngồi trong hầm trú, cứ mỗi lần nghe tiếng rít cuối tầm rất gần, cảm giác như đạn sắp rơi trúng hầm, khiến càng lúc càng sợ, đến thót ruột khi nghe tiếng rít. Đến một lúc, khói xung quanh bắt đầu dày đặc, không khí bị áp lực nổ đốt nóng như loãng ra, cảm giác như không còn không khí để thở. Khói sặc vào hầm, đặc quánh, ngột ngạt tưởng chừng không chịu nổi. Con người như muốn lao ra ngoài chỗ trống để lấy hơi. Đó là lúc bị sát thương vì mảnh cối đang nổ, chi chít ngoài hầm trú ẩn. Kinh nghiệm từ những trận đánh pháo cho chúng tôi biết một điều. Khi quả đạn pháo nổ, áp lực nổ khiến khói bao giờ cũng bốc lên cao, tạo thành một màn khói dày đặc và khét lẹt. Nhưng sát mặt đất tầm chừng nửa mét là một lớp không lưu còn trống trải. Lớp không khí này, lượng khí thở còn tương đối hơn. Nằm trong hầm hay bên ngoài nên nằm sát xuống, ngực hơi nhổm lên. Hai bàn tay co vòng lại thành một vòng tròn nhỏ. Hai ngón cái câu tròn với nhau tạo thành một bệ đỡ. Phía sau là một khoảng trống để lấy không khí. Bốn ngón còn lại câu nhanh phía trước kín để chặn khói. Đưa cả mũi và miệng vào cái vòng chập tay đó, thở bằng cả mũi và miệng thì sẽ đỡ bị ngạt khói. Cũng như vậy mà cố gắng nằm chịu đựng cho đến khi dứt trận đánh, khói tan. Trận hỏa lực kéo dài chừng hơn tiếng đồng hồ thì chấm dứt. Chúng tôi vội chui ra khỏi hầm và quan sát xung quanh. Thật may mắn đến kỳ lạ là xung quanh hầm pháo đạn rơi nổ chi chít mà không trúng trái nào. Loạt đạn cối nổ cạn thì hầm trú ẩn chúng tôi đủ sức chịu đựng. Nhưng những trái đạn pháo xuyên hầm mà điểm nổ của nó để lại một hố sâu bằng cây tre 4 mét đưa xuống mới chạm đáy thì nhìn rất sợ. Chỉ một trái trong hàng chục trái nổ xung quanh rơi lệch một chút thôi thì cả khẩu đội không còn tính mạng. Phát hiện ý đồ dùng hỏa lực đánh tiêu hao lực lượng ta và đã gây cho ta một số thương vong, ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định phân tán bớt lực lượng để bảo vệ sức chiến đấu. Quyết tâm được đặt ra là bước đầu đại đội 5 và một phần các phân đội hỏa lực hành quân ra chốt ở khu vực cốp. Đại đội 7 sẽ dâng đội hình lên, chám vào đội hình của đại đội 5. Riêng đại đội 6 vẫn nằm im ở đội hình cũ. Đây là một quyết định khá liều lĩnh, vì quân số đơn vị vốn đã thiếu
lại phân tán rải ra, nên đội hình bỗng trở nên mong manh và rất nguy hiểm. Bố trí như vậy là toàn bộ đội hình đại đội 8 hỏa lực cũ và một phần hướng đông đại đội 7 kéo dài hàng mấy trăm mét, không có bóng người. Nếu địch phát hiện, chúng có thể sẽ dùng một lực lượng đi thẳng trục lộ, đánh thẳng vào ban chỉ huy tiểu đoàn và khẩu cối 82 mi. Sau trận đánh hỏa lực ác liệt, khẩu cối DKZ-82 bắt đầu cũng tìm cách dàn bớt đội hình, cất thêm một căn nhà sâu ra ngoài, gần áp sát đội hình đại đội 6 để đưa bớt người ra, tránh tập trung tại trận địa, đào đắp thêm hướng Tây và Bắc hầm pháo để tăng cường sức chịu đựng của các trận đánh sắp tới. Tiểu đoàn bắt đầu mở kho quân khí để bổ sung băng đạn và các loại đạn hỏa lực cho bộ binh và anh em ngoài chiến hào. Khẩu đội DKZ-82M được bổ sung thêm một cơ số để sẵn sàng chiến đấu. Địch vẫn tiếp tục dùng chiến thuật bù bám, khiêu khích để làm ta bộc lộ sớm đội hình, bằng cách phái các nhóm nhỏ lẻ, chừng trên dưới khoảng 20 tay súng, thay nhau xuống tập kích các vị trí của tiểu đoàn từ nhiều hướng, mặc kệ chúng cứ ngang nhiên vào gần nổ súng. Các bộ phận của ta vẫn cố gắng án binh bất động để giữ bí mật cho đội hình, chờ khi nào bọn chúng áp sát mới đồng loạt nổ súng. Chiến thuật của ta khiến cho chúng rất cay cú, có lúc chúng đột ngột dồn lại triển khai, vừa đánh vừa thổi còi uy hiếp, nhưng ta chỉ nổ súng cầm cự chừng một lúc rồi ngưng, khiến bọn trinh sát chúng rất khó phát hiện cụ thể các vị trí của ta trong toàn khu vực phòng ngự. Rồi đến lúc trận đánh của chúng theo kế hoạch bắt đầu tiến hành, không có tính chế áp, tiêu hao ta từ đầu, thì chúng áp dụng lợi thế về hỏa lực, áp đảo, bất ngờ tiến công ta vào khoảng thời gian mà tiểu đoàn chúng tôi ít ngờ nhất. 21 giờ đêm, tối ngày 1 tháng 4 năm 1983, khi những anh em làm nhiệm vụ gác ca đầu còn chưa kịp đổi gác, thì bất ngờ thấy về hướng các căn cứ địch, ánh sáng nhấp nháy, liên hồi như chớp lạch. Các khối lửa từ những đầu đạn pháo DKZ-75 đỏ lừ lừ lao lên không trung về hướng căn cứ chúng tôi rồi tắt ngấm. Ai đó nhìn thấy vội lập tức bắn 3 phát AK báo động cho toàn bộ đội hình. Vài giây sau, khi tiếng đề pa đầu nòng của các loại hỏa lực vang đến, cũng là lúc hàng loạt các loại đạn thi nhau rít lên, rơi nổ làm rực sáng phía bên trong đội hình phòng ngự ở mo hơn. Vẫn là hỏa lực của vài chục khẩu cối các loại địch triển khai xung quanh đề pa tăng tăng liên tục như bắt giang. Vẫn các loại hỏa lực hạng nặng tung quanh từ các hướng chúng bắn tới, nhưng lần này một mật độ khốc liệt hơn rất nhiều. Anh em trong khẩu đội chúng tôi chỉ kịp lao ra dỡ bạt che pháo đã, rồi vội vã chui nhanh vào hầm ngồi chịu trận. Những trái đạn cối 120 phá hầm cứ nổ xung quanh trận địa, nghe ủng ục, nén rung rinh hầm, làm đất đắp rơi là chả phủ xuống khắp người. Phía bên ngoài ánh sáng rọi vào cửa hầm cứ nhấp nháy liên hồi, kèm theo đó là những tiếng nổ dậy đất và một màn khói khét lẹt, ngục ngụa theo ánh sáng ùa vào rất khó chịu và khủng hoảng. Cả khu vực trục đường sang hai bên khoảng 20 đến 30 mét, kéo dài từ trên hướng đại đội 5, đại đội 6 xuống đại đội 8, như bị băm ra. Từng cục đất to cả người ôm, bị pháo xuyên vào hầm, hất văng lên tung tóe, nghe uỳnh uỳnh như có vẻ vật nhau. Ngồi trong hầm mà nghe mặt đất rung lên từng chập, chao đảo, lắc lư như đang ngồi trong một chiếc tàu đang lướt sóng. Vẫn chiến thuật dùng đạn xuyên tầm tạo áp lực cho bộ binh trồi ra, nhằm bị đạn cối giải đều sát thương, tiêu diệt. Bọn lính Pol Pot còn dùng loại đạn pháo 85 nòng dài, không rút chốt bảo hiểm đầu tô, nhằm để đầu đạn cối tầm rơi nghe cứ phành phạch, gây khủng hoảng cho lính ta về mặt tâm lý. Mới đầu nghe chỉ thấy là lạ thôi, nhưng lâu dần cứ nghe tiếng rít gió phành phạch là thần kinh thấy rất khó chịu. Mục đích của bọn lính Pol Pot là gây áp lực cho ta về nhiều mặt, đồng thời làm tiêu hao bớt sinh lực của ta, tiến tới tổng cung kích, đánh tiêu diệt hoặc bứt chốt, phát triển đánh tiếp ra hướng trục lộ 5.
chỉ trừ trận địa hỏa lực DKZ-82M và một số vị trí bên trong đang bị uy hiếp mạnh. Còn lại bên ngoài chiến hào bộ binh, ta triển khai ra hết các vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Thông tin vừa lên máy liên lạc, liền bị địch mở máy phá sóng, phải đổi kênh liên tục. Lúc này từ Mo Hơn ra tới cầu 20 và đến Cúc, gần như cả tiểu đoàn chúng tôi đều thức dậy. Không ai ngủ được suốt đêm hôm đó, khi tiếng nổ ùng oành báo hiệu một trận đánh lớn sắp xảy ra trong căn cứ Mo Hơn. Chừng hơn 2 tiếng thì địch tạm dừng. Anh em chúng tôi cứ nghĩ như những trận đánh trước đó, ý ới gọi nhau ra khỏi hầm để kiểm tra thiệt hại và tiếp tục vào nhà ngủ. Nhưng chừng một tiếng sau, địch lại tổ chức đánh tiếp với mật độ và cường độ tương đương trận đánh đầu, lại nhanh chóng chạy ra hầm ẩn nấp và chịu đựng. Mãi đợt đánh phá thứ ba, trời bắt đầu gần sáng, địch mới chịu tạm ngừng. Lúc này tất cả các bộ phận trong tiểu đoàn chúng tôi không dám rời bỏ vị trí vì biết thông thường tầm gần sáng thì bộ binh địch sẽ tổ chức tấn công, đói, khát và mệt mỏi. Nhưng không ai dám rời bỏ vị trí của mình. Áp lực chờ đợi căng thẳng quá, lính DKZ đột nhiên tháo rút hàng chục trái đạn ra để sắp lớp trong hầm pháo, làm như địch sẽ đánh mạnh đến nỗi không kịp tháo lấy đạn ra. Nếu xem như các trận đánh hỏa lực liên tục trong đêm mùng 1 tháng 4 năm 1983 là ngày thứ nhất, thì sáng hôm sau được coi như thời gian đầu tiên của ngày thứ hai. Ngay từ sáng sớm, địch vẫn liên tục cầm canh bắn pháo vào đội hình của đơn vị chúng tôi không dứt. Cả đội hình phòng ngự chốt chặn của tiểu đoàn chúng tôi, từ quan đến lính, lúc này biết rằng đây không phải là những trận đánh hỏa lực bình thường. Đến hơn 5 giờ sáng, mức độ hỏa lực của địch bắt đầu bắn chậm lại. Chúng chuyển hướng bắn vào khu vực trung tâm. Thông thường thì bộ binh chúng bắt đầu nổ súng tiến công khi pháo chuyển làn. Nhưng thời gian trôi qua khá lâu mà vẫn không thấy chúng có động tĩnh gì. Ngoài chiến hào, anh em bộ binh bắt đầu thấy nôn nóng và căng thẳng. Địch đang chơi trò cân não với đơn vị chúng tôi. Chúng muốn biết ta phải thật khiếp sợ trước khi chúng tấn công, nhằm chiếm lợi thế về tâm lý. Lệnh của tiểu đoàn phổ biến xuống, địch đang tiếp tục thăm dò lực lượng của ta trước khi chúng quyết định nổ súng. Bộ binh ta đã đồng loạt gác súng hết lên trên chiến hào. Không gian lúc này chỉ còn tiếng nổ của từng loạt hỏa lực rơi xuống đều đều, còn lại cả ta và địch không có tiếng động gì khác. Do ngay từ đầu ta đã mạnh dạn đưa gần 1/2 lực lượng ra bên ngoài cúp. Thứ hai nữa, các đơn vị bộ binh đã triển khai ra hết vị trí hầm hào sát bên ngoài. Các khu vực địch thường xuyên tập trung bắn phá bên trong tiểu đoàn cũng đã kéo giãn qua các khu vực khác. Còn lại hầm chỉ huy tiểu đoàn và các trận địa hỏa lực được xây dựng rất kiên cố, nên dù địch dùng hàng ngàn quả pháo bắn ác liệt, nhưng tạm thời chưa gây cho ta nhiều thiệt hại như chúng mong muốn, khiến chúng vẫn chưa đưa bộ binh vào để tấn công. Chúng đang dựa vào lợi thế được tiếp tế mạnh về hỏa lực để tiêu hao một phần lực lượng của ta, nhằm tránh bớt thương vong và đảm bảo chắc thắng cho đợt đánh này. Tầm chừng 7 giờ, mặc dù vẫn bị bao phủ bởi một màn khói mờ do đạn hỏa lực của Pol Pot nổ tạo ra, nhưng từ vị trí trận địa khẩu DKZ-82, chúng tôi đã nhìn thấy xung quanh trận địa khá rõ. Thật là khủng khiếp với trận đánh hỏa lực mở màn của địch. Cả một vùng trung tâm, từ khoảnh cỏ tranh trống Nam Đường hướng đại đội 6, kéo dài xuống địa hình đại đội 8, có diện tích vài ha, vốn mọc đầy cỏ tranh và các loại bụi cây cỏ hôi lúp xúp đêm qua, giờ bỗng như hóa thành bình địa. Chỉ còn vài đám cỏ tranh lơ thưa mọc xen kẽ giữa chi chít những điểm nổ hỏa lực lớn nhỏ ghen đầy. Xung quanh trận địa DKZ-82 của chúng tôi cũng vậy. Ngay cả những đám cỏ ngụy trang được đào từ nơi khác đắp lên để ngụy trang giữ bí mật, giờ chỉ còn lại những cái gốc lam nham trơ trọi. Mùi cỏ dập thơm nồng hòa cùng mùi khét của thuốc đạn cứ thoang thoảng bên mũi, tạo thành một cái mùi rất đặc trưng trong chiến tranh. Đứng trước khung cảnh tàn phá này, nhiều anh em trong khẩu đội
khuôn mặt bỗng nhiên toát lên một chút suy tư. Đợi ngớt bớt trận pháo, phía bên dưới một vài anh em đánh liều, đi lên hướng trục đường để thăm dò và quan sát. Bỗng nghe từ hướng trục đường phía trên chiến hào đại đội 6, giáp đại đội 5, có tiếng súng lẻ nổ nghe chát chúa. Một anh em bị viên đạn nhọn bắn sượt ngang người. Anh em vội hô nhau nằm xuống và vận động vào hai bên trục lộ, trong khi địch tiếp tục bắn một phát thứ hai. Địch tổ chức bắn tỉa, có nghĩa là bộ binh chúng đã tổ chức triển khai ra bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu đoàn chúng tôi đã bị địch bao vây. Khoảng 30 phút sau, đầu tiên là từ hướng Tây đại đội 5, sau đó hướng đại đội 6 và kéo dài về hướng đại đội 7. Bộ binh địch bắt đầu nổ súng từng chập, cứ chừng 5-10 phút một lần. Chúng tổ chức đánh thành từng tốp chừng 20 tên, dùng B-69 bắn vào một loạt kèm theo đạn nhọn. Giai đoạn này tiểu đoàn chúng tôi bắt đầu xài từ Belafan để nói về cách đánh này của địch. Phải đến hàng chục tên mang B-69 dàn ngang giương súng, chĩa đầu đạn đều về hướng đội hình ta. Có khi chúng bắn từng loạt xong lắp đạn, có lúc chúng bắn hết xong một loạt hàng chục trái rồi lại đứng nạp đạn bắn tiếp. Lối đánh này khá chính xác vì gần và làm lính ta rất khó chịu về mặt tâm lý, nhất là giai đoạn sau này khi chúng tiếp cận vào rất gần. Chúng cứ lầm lầm thổi còi chỉ trỏ, chỉ cần lính ta bắn ra một loạt đạn nhọn hay một trái hỏa lực là lập tức ngay chỗ vừa phát hỏa lĩnh ngay một loạt cả chục trái B. Không vận động chuyển chỗ nhanh là bị sát thương ngay lập tức. Những tên lính già thiện chiến, súng tốt, đạn nổ uy lực sát thương cao, đạn dược được tiếp tế hào phóng sẵn nhiều, lối đánh mang lợi thế mạnh hơn, khiến đơn vị chúng tôi bị thiệt hại rất đáng kể. Mới đầu ta cứ nghĩ địch chỉ có vài ba tốp cơ động vòng quanh để tập kích vào đội hình tiểu đoàn, nhưng đến khi đồng loạt nổ súng đánh theo kiểu bao vây nửa vòng tròn khu vực phòng ngự của tiểu đoàn từ các hướng, ta mới biết quân số chúng ít ra đang có cỡ hàng trăm tên. Kinh nghiệm chiến trường khiến đơn vị chúng tôi vẫn chưa bộc lộ nổ súng. Địch vẫn tìm cách cho ta bộc lộ rõ đội hình để chỉnh hỏa lực tiếp tục đánh tiêu hao, lên kế hoạch để bộ binh chúng có thể đánh dứt điểm. Đến chừng 3 giờ chiều cùng ngày, sau nhiều đợt tập kích từ xa không có hiệu quả, địch thay đổi thủ đoạn. Chúng bắt đầu xuất hiện trước bên ngoài chiến hào, nhưng chỉ vận động qua lại thật nhanh để khiêu khích ta. Bên trong ta vẫn im lặng, để chờ chúng vào thật gần mới nổ súng. Cuối cùng không chịu đựng được, nhiều thằng lính Pol Pot rú lên từng chập như bị cắt tiết vì bực tức, nghe vang vọng ngoài chiến hào. Nhưng chúng cũng chẳng đạt được kết quả gì. Bên trong đội hình ta cứ im lặng chờ đợi cuộc tiến công chính thức của chúng khi nó thực sự xảy ra. Cứ như thế ta và chúng gồm nhau đến tối thì cuộc đối đầu bộ binh chấm dứt. Chỉ còn lại tiếng hỏa lực của chúng bắn phá vào căn cứ mo hơn từng chập vang rền. Ngay ngày thứ hai của trận đánh, có quá nhiều điều bất lợi về phía đơn vị chúng tôi. Kham khổ nhất ngoài sự chịu đựng căng thẳng trong tác chiến với địch, có lẽ đầu tiên là thuộc về công tác hậu cần. Cả đơn vị ngay từ ngày đầu thì gần như cả các cấp chỉ huy đến lính về mặt quyết tâm và xác định nhiệm vụ, ai cũng đều tự quán triệt tốt cả trong tinh thần và hành động. Duy chỉ có là cả tiểu đoàn chiến đấu dài ngày như vậy, chỉ có đạn dược là đầy đủ, còn lại trong kho quân nhu thì chỉ gần như là rỗng không. Tiểu đoàn làm công tác chuẩn bị vét hết trong kho phân phát thì hai ba anh em chỉ được cấp một lon thịt hộp, một ít muối và những gì có thể tự kiếm ăn được để tồn tại suốt những ngày đêm chiến đấu với địch. Người ta chỉ quen yêu cầu mà hình như có vẻ ít quan tâm hơn đến từng số phận của mỗi người lính. Cũng như khi triển khai mệnh lệnh chiến đấu, hình như ít ai nghĩ đến việc chiến sĩ mình hiện đang có gì ăn để có sức khỏe mà hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu này. Nhiều anh em bị địch đánh chia cắt trong chính đội hình của mình vì nhiệm vụ bám chặt không được rời bỏ đoạn chiến hào đảm nhiệm của mình, sống như một Robinson trên cạn, tự tìm lấy cái ăn
cái uống, khi mà hỏa lực và bộ binh địch tiến công liên tục không thể nấu được cả cơm ăn. Có nhiều bộ phận bị chia cắt với nhau hoàn toàn. Anh em chỉ còn cách tự rang gạo lên, nhai để cầm hơi. Con người lính trong chiến tranh sẽ thể hiện một cái tình đoàn kết rất phi thường. Điều này được anh em trong đơn vị chúng tôi thể hiện trong trận đánh kéo dài này rất rõ nét. Hai, ba anh em ở gần nhau, bắt đầu tự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tìm cách tồn tại. Trong điều kiện không còn có thể lựa chọn nào khác, anh thì cảnh giới, anh thì cố nhóm lửa để rang gạo. Anh nào còn sức thì tranh thủ lúc địch dừng đánh, để đi vét từng lon nước bùn ở các ao cạn trong đội hình về, lắng lấy nước chia nhau uống. Cố nhớ xem chỗ nào có cây rau gì có thể ăn được để đi hái về làm thực phẩm cho qua bữa. Lúc này ai cũng chỉ nghĩ đến một điều thực tế nhất là làm sao để tồn tại, để chịu đựng được sự bao vây, tiêu diệt của địch. Chẳng một ai nghĩ về lý tưởng hay một điều gì đó thật cao xa. Cả tiểu đoàn chúng tôi ngay từ đầu, thú thật cũng hơi khá chủ quan. Vì từ trước đến nay, địch có huy động một lực lượng để đánh lớn, thì sau khi kết thúc, chúng sẽ rút đi ngay trong ngày. Nên ở hội nghị vỉa hè trước trận đánh, anh em xác định với nhau, nếu lần này địch có bao vây đánh lớn, chắc chỉ cao lắm trong 3 ngày. Như vậy cũng là tương đối khó, nhưng anh em cố gắng chịu đựng được. Không ngờ trận chiến lại kéo dài ngày đến như vậy. Gặp nhau đến bây giờ, nhiều anh em còn hỏi nhau, không biết tại sao cả tiểu đoàn lại có thể vượt qua trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Như thế thật đáng ngạc nhiên. Đó có lẽ là một phần do tình đồng đội cao cả. Ai cũng nghĩ là anh em còn thì mình còn. Chúng tôi không nỡ bỏ ai, dù tình huống có nhiều lúc quá khó khăn và ác liệt. Bên trong thì cố bám nhau không rời, bên ngoài thì nhấp nhổm muốn hành quân và chia lửa. Nói cho đúng, có vài trường hợp anh em không chịu nhiệt, tài thương tử ra cốp, có ở lại né vài ngày. Nhưng đa số anh em ra đến nơi là vội quay về cùng đội hình chiến đấu tiếp. Chúng tôi còn phải chiến đấu trong nhiều điều kiện bất lợi hơn nữa. Thứ nhất là về mặt chỉ huy, cấp trên việc động viên và tăng cường còn hơi khá thiếu. Thứ hai là việc hỗ trợ trực tiếp cũng không nhiều. Giả sử thời điểm đó, trung đoàn không thể đưa lực lượng nào vào chi viện giải vây. Chỉ cần tổ chức một bộ phận giúp tiểu đoàn chúng tôi trong việc giải quyết thương tử, thì anh em đã bớt phần nào vất vả. Tiếc là tiểu đoàn chúng tôi phải tổ chức luôn cả khâu đảm bảo này. Ngoài nhiều lúc phải mở đường máu để đưa được thương tử ra, với cự ly từ căn cứ mo hơn ra ngã ba con voi tầm 12 cây số, rồi quay về phẫu trung đoàn ở Phung Riêng thêm tầm 3 km nữa là tổng cộng 15 cây số. Một ca thương tử khiêng bộ bằng đôi chân trong cự ly đi về gần 30 cây số, có 16 cây số đường rừng đi trong ngày, quả là một điều không dễ dàng với đơn vị chúng tôi. Bọn Pol Pot vẫn dở bài cũ suốt đêm hôm đó. Hỏa lực cầm canh từng loạt, thỉnh thoảng cấp tập, dồn dập. Bọn địch vẫn duy trì mục đích dùng hỏa lực để tiêu hao một phần sinh lực ta trước, khống chế ta, làm mất ăn, mất ngủ, dẫn đến mất sức chiến đấu, rồi mới dùng bộ binh để tiến công. Về phía lính ta, lúc này toàn bộ đã bắt đầu thích nghi với trận đánh và những tình huống chịu đựng, tâm lý bắt đầu bớt căng thẳng hơn lúc ban đầu. Chỉ còn cảm giác hơi nôn nóng chờ đợi bọn bộ binh địch chính thức nổ súng sẽ như thế nào. Đối tượng lần này theo nhận định của đơn vị cũng chỉ như các lực lượng trước đây của chúng. Dù trang bị có mạnh hơn, quân số có đông hơn, nhưng tinh thần thì vẫn nhát. Bằng chứng là qua một thời gian thăm dò, chúng vẫn chưa dám áp sát vào đội hình ta, chỉ mới dám vận động xa xa để khiêu khích. Ngay trong đêm thứ ba, tranh thủ chỉ còn pháo địch bắn, nhiều anh em bên ngoài chiến hào đã tranh thủ vận động thăm hỏi, động viên nhau và bàn cách để đối phó với bọn bộ binh địch khi chúng bắt đầu đánh mạnh. Một số ý kiến, nhận định còn được báo cáo về ban chỉ huy, các đại đội và tiểu đoàn. Giai đoạn bất ngờ đã đi qua. Những gì bất lợi nhất, anh em đã tìm cách khắc phục một phần.
Cả đơn vị bây giờ, cán bộ, chiến sĩ, về tâm lý đã điềm tĩnh hơn nhiều. Không có gì có biểu hiện hoảng loạn cả. Ngay trong đêm, nhiều anh em còn tự giác tranh thủ, củng cố vị trí của mình, kiểm tra đạn dược, các vị trí bắn, xác định lại vật chuẩn, tổ chức cơm nước cho ngày mai. Có anh em còn tranh thủ dùng các vỏ lon đồ hộp đi múc nước về dự trữ cho mình. Nói chung, những gì ban ngày không thể làm thì chúng tôi chuyển qua tổ chức làm vào ban đêm. Tầm gần sáng, theo quy định, tất cả bộ binh đều triển khai ra hết chiến hào, tư thế sẵn sàng chiến đấu trong im lặng để giữ bí mật. Các trận địa hỏa lực sẵn sàng bắn chi viện cho bộ binh. Đến tầm 6 giờ, địch bắt đầu nổ súng đánh đợt đầu tiên. Hỏa lực B chúng bắn dồn dập vào đội hình để uy hiếp và khống chế. Xen trong đó là những loạt đạn nhọn nổ rất đanh bắn vào đội hình. Bộ binh ta vẫn giữ im lặng. Đợt tập kích kéo dài khoảng 5 phút thì ngừng. Khu vực bị đánh vào là ngay hướng Tây, hai bên trục đường giữa đại đội 5 và đại đội 6. Đợt tiến công này chúng đánh khác mấy lần trước là chúng bắn vào đội hình ta như đổ đạn, nghe thật rát. Sau đó chừng 10 phút, chúng lại đánh vào từ hướng khác, vẫn như bài cũ, hướng Tây Nam đại đội 6, rồi Tây Bắc đại đội 5. Đến phía Bắc, đội hình đại đội 5 và 7, chúng cứ luân phiên nổ súng tập kích lần lượt vào. Bắt đầu từ phía trong trận địa, chúng tôi nghe có tiếng hỏa lực 12-7 và cả DKZ-75 bắn trực xạ vào khu vực chiến hào. Địch bắt đầu tăng cường hỏa lực và bộ binh triển khai bao vây trận địa, phòng ngự của ta. Cứ bộ phận nào triển khai xong là chúng nổ súng báo hiệu và đào hào bao vây. Chốt chặn chứ không rút lui như trước. Song song với những đợt tập kích này, hỏa lực của chúng bên ngoài và từ các căn cứ đều bắn phá vào phía trong trận địa phòng ngự của tiểu đoàn chúng tôi. Thỉnh thoảng bộ binh phía bên ngoài của chúng còn thổi còi từng trận như chuẩn bị xung phong, uy hiếp thêm tinh thần của lính ta. Ban chỉ huy tiểu đoàn nhận định, địch đang làm công tác chuẩn bị tiến công ta. Bộ binh chúng đang triển khai vây lấn. Tuy nhiên, chúng chưa đủ gần để ta có thể phát hiện đội hình bao vây của chúng. Chỉ nghe tiếng súng bên ngoài, chứ lực lượng ta chưa nhìn thấy lính bộ binh của chúng vào gần. Để tạo phản ứng đối phó, gây khó khăn cho chúng trong quá trình triển khai và làm mất nhuệ khí của địch ngay từ đầu, không cho chúng ngây ngang, tiểu đoàn quyết định dùng hỏa lực bất ngờ tập kích lên đội hình bao vây của chúng, làm hàng ngũ chúng bị rối loạn, tạo khí thế cho bộ binh ta. Hỏa lực để đánh phủ đầu chúng được xác định là đạn cối 82mm. Khu vực xác định đánh là ngay hướng phòng ngự chủ yếu của ta, Tây Bắc đại đội 5. Hình thức đánh là bí mật tập kết số lượng đạn tại trận địa dự bị, bí mật bất ngờ cơ động pháo, lấy phần tử chuẩn bị đợi địch chủ quan tập trung lại ăn cơm trưa thì bất ngờ dùng pháo bắn cấp tập hết cơ số đạn tính trước vào điểm chọn trước, xong nhanh chóng tháo pháo vận động về trận địa khác để tránh pháo địch phản lại. Tầm 11 giờ, không gian lúc này khá im ắng do các hoạt động của địch tạm dừng để nghỉ ngơi. Bất ngờ 20 quả cối 82 của ta rơi cấp tập vào đội hình bọn bộ binh địch đang vây hãm ở phía trước. Chúng hốt hoảng bắn ra khắp nơi. Dù không nhìn thấy mức độ thiệt hại của chúng, nhưng ta cũng cho chúng thấy phản ứng đầu tiên của ta thế nào. Chừng 5 phút sau, chúng bắt đầu phản pháo vào trận địa khẩu cối 82mm bắn vào đội hình chúng. Nhưng quá trễ, ta đã kịp cơ động pháo qua trận địa khác rồi. Ta còn được lời nhiều hơn vì sau đó chúng còn bắn vào trận địa này hàng đống pháo các loại. Qua đợt đánh này, bộ binh địch có vẻ bớt nghênh ngáo hơn, còn bộ binh ta thì có thêm phần khí thế. Thông thường, để tập kích một đơn vị có hiệu quả, địch hay chọn những đơn vị vừa mới đến nhận địa bàn, chưa thông thạo địa hình và có khi là hầm hào chưa hoàn chỉnh. Thứ hai nữa là những đơn vị đã lâu chưa bị tập kích. Những đơn vị ở phía sau, chủ quan vì phía trước có nhiều đơn vị chết chạ,
tổ chức đánh như vậy, chúng thường đạt được những hiệu quả khá cao, gây nhiều thương vong, thiệt hại, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn một đơn vị, chiếm gọn chốt của ta. Nhưng khi tiến công vào căn cứ mò hơn, chúng hoàn toàn không thể có những lợi thế đó, mà ngược lại, chúng gặp rất nhiều điều bất lợi không ngờ. Đối với toàn bộ anh em trong đơn vị chúng tôi, căn cứ mò hơn như một ngôi nhà chung yêu dấu, là những gì thân thuộc với bao nhiêu anh em trong đơn vị của mình. Dù chỉ cần lùi ra cốt, chúng tôi đã thấy như một nửa thiên đàng rồi. Nhưng dù ở đâu, dù cho có bình yên, sung sướng như thế nào, song nhiệm vụ là tự nhiên anh em, ai cũng tìm cách quay trở về đơn vị một cách nhanh nhất, sớm nhất. Nơi đó mới là ngôi nhà của chúng tôi thật sự. Bởi thế anh em trong toàn tiểu đoàn đều thuộc lào địa hình của cả tiểu đoàn như trong lòng bàn tay mình vậy. Tất cả những đặc điểm địa hình, cự ly từ trong ra ngoài, ai cũng có thể phán đoán tương đối chính xác. Cái thứ hai nữa là các phương án chiến đấu, hợp đồng giữa các đơn vị, hỏa lực và bộ binh trong tác chiến chung rất nhuần nhuyễn. Khi địch vừa nổ súng tập kích là lập tức chúng tôi phản ứng lại được ngay. Đó là những nguyên tắc quy định đã thành nếp, nên anh em rất tin tưởng mà chiến đấu bên nhau, dù tình huống có khi vô cùng ác liệt. Vì thế qua 3 ngày chiến đấu, khi mà yếu tố bất ngờ của địch đã không còn, càng ngày tâm lý anh em trong đơn vị chúng tôi càng thấy bớt đi căng thẳng. Ngoài những lúc bọn bộ binh địch tổ chức tiến công, tập kích thăm dò, thì anh em còn báo chiến hào để sẵn sàng chiến đấu phản kích. Còn lại lúc bộ binh địch rút lui, chỉ còn dùng pháo bắn, thì anh em tranh thủ len theo những khu vực không bị trúng pháo, tổ chức củng cố, bổ sung những gì cần. Thủ đoạn của bọn địch đến sáng ngày thứ tư vẫn gần như không có gì thay đổi. Chủ yếu chúng tiếp tục dùng hỏa lực để bắn phá, tiêu hao sinh lực ta. Còn bộ binh chúng cứ luẩn quẩn ở ngoài, tổ chức đánh từng chặp để uy hiếp tinh thần. Nhưng đến tầm buổi trưa, thì chúng bắt đầu tăng cường độ bắn phá bằng hỏa lực. Cảm giác là chúng đang dọn bãi để bộ binh chuẩn bị xung phong. Phải có đến vài chục trận địa pháo lớn nhỏ các loại đồng loạt bắn. Mới đầu chúng bắn vào bên ngoài chiến hào, rồi dần dần chuyển hướng vào trong. Trận địa DKZ-82 của chúng tôi bắt đầu lại hứng chịu những đợt bắn phá rất mạnh. Khói gần như bao phủ, trùm lên cả trận địa. Ngôi nhà âm nửa nổi, nửa chìm của pháo thủ kế bên hầm pháo cứ rung lên, sèng, sèng từng chập. Mảnh cối pháo xuyên thủng mái vách tôn, như có ai hốt đá vụn ném vào. Vài túng cỏ chanh bị đạn pháo nổ hốt bay lên cao, rồi rơi vào lỗ thỏ bắn của pháo thủ dài lên đầu, lên cổ cả khẩu đội, trong hầm pháo của chúng tôi. Trận đánh pháo rất ác liệt. Ngay từ đầu đến giờ, đây là trận đánh khiến chúng tôi cảm thấy thót ruột nhiều nhất. Một loạt pháo bay xèo trên hướng trục đường rơi ngay gần ban chỉ huy tiểu đoàn. Những tiếng nổ dậy đất liên tiếp, chúng bắn như muốn hủy diệt cả bên trong. Khét, ngục và lùng bùng lỗ tai. Đột nhiên có tiếng la cháy kho quân khí tiểu đoàn. Anh em đều cảm thấy rợn tóc gáy. Cháy kho quân khí đồng nghĩa là cả kho đạn sẽ nổ tung, hậu quả sẽ khó lường. Bởi vậy bất chấp đạn pháo địch còn rơi nổ xung quanh, anh em ở gần kho quân khí vội vã lao ra khỏi vị trí, dùng những gì có thể để tham gia dập lửa cứu kho quân khí của tiểu đoàn. Chủ yếu chỉ dùng quần áo dài trên tay quật cỏ chanh cho tắt chứ không có gì khác. Nước đã cạn, lại không có thứ dụng cụ gì. May là chỉ có đám cháy cỏ chanh gần kho quân khí. Đột nhiên nghe một tiếng oành khác lạ. Một cái đầu đạn nằm trong cỏ cháy bị sức nóng làm nổ tung. Nguyễn Kim Vàng, lính nhập ngũ năm 1982, quê Gò Vấp, thuộc trung đội DKZ-82, bị trúng mảnh pháo vào ngay bả vai. Máu tuôn xối xả, anh em vội vã cõng chạy lên quân y. Sau đó thì tổ chức mở đường máu, đưa gấp ra phẫu trung đoàn cấp cứu. Vàng bị thương khá nặng, mất máu nhiều, may là có sức khỏe nên mới vượt qua được.
Chiều hôm đó, khi dứt trận pháo, tiểu đoàn liền tổ chức thông báo, trên yêu cầu tiểu đoàn chuẩn bị tinh thần, đối phó khi bộ binh địch tiến công lớn vào đội hình. Đây là một đơn vị rất mạnh của lính Pol Pot mới tăng cường về khu vực. Đơn vị này đã từng tham gia vây lấn và giải phóng Phnom Penh thời đánh Mỹ, với quân số cựu binh còn khá nhiều. Trên nhận định, lực lượng này sẽ là đơn vị chủ yếu đánh chiếm căn cứ Mò hơn, còn bộ phận trước đây chỉ là tiêu hao và làm ta bộc lộ lực lượng trong mấy ngày đầu. Sau đó chúng mới tung lực lượng quyết định để đánh bức. Ngay buổi chiều hôm đó, tiểu đoàn quyết định điều đại đội 5 từ Cốp hành quân vào Mò hơn tham chiến. Đồng thời đại đội 6 nhanh chóng tổ chức một bộ phận từ 20 đến 25 tay súng, trang bị hỏa lực mạnh. Sáng mai cắt ra hướng Nam đội hình, rồi bẻ ngoặt về hướng Tây, Tây Bắc, để thăm dò và có thời cơ thì đánh vào sườn của đội hình địch. Các bộ phận còn lại lập tức vào tư thế trực chiến cao. Ngày 5 tháng 4 năm 1983, sau 4 ngày bị địch dùng hỏa lực đánh liên tục dữ dội, dù đội hình chốt chặn của tiểu đoàn chúng tôi vẫn giữ vững, nhưng đơn vị chúng tôi đã có một số thương vong khiến có vài anh em về mặt tinh thần bắt đầu hơi nao núng. Nắm bắt được tâm lý này, tiểu đoàn liền tổ chức cho một số anh em bị thương nhẹ và sức khỏe kém vừa làm nhiệm vụ tải thương tử, đồng thời ra cốp để nằm dưỡng quân. Nghe thì có vẻ như là thoải mái như vậy, nhưng thật ra lúc này quãng đường từ chốt Mò hơn ra đến cốp là 8 cây số, việc đi lại không phải là một điều dễ dàng. Ngoài những nơi trống trải địch xác định ta có thể cắt ngang, chúng tập trung bố trí mìn dày đặc để phong tỏa. Chúng còn bố trí nhiều tốp chốt chặn để khống chế tuyến cắt qua lại của lính ta. Cụm từ mở đường máu để vận chuyển thương tử ra ngoài được tiểu đoàn chính thức sử dụng để quán triệt mỗi lần anh em ra vào phải cảnh giác và hạ quyết tâm thông suốt. Riêng đối với trung đội DKZ-82 của chúng tôi, thì ngoài bị thiệt hại về quân số, cơ số đạn sử dụng đã gần hết 1/3. Dù chỉ nổ súng vào những thời cơ khói bụi mịt mù hay có tiếng đạn pháo địch nổ gần nhằm tránh bị địch dễ dàng phát hiện, chế áp và bắn tiêu diệt, nhưng nhiệm vụ chi viện cho bộ binh vẫn là hàng đầu. Lợi điểm của khu vực địa hình phòng ngự là hướng đại đội 5 giáp với đại đội 6 là giáp mé rừng tương đối gần. Chỉ có thẳng trên hướng trục đường là trống trải quan sát được. Thế cho nên, nếu chỉ tiếp cận từ xa, bọn địch không quan sát được trận địa DKZ của ta. Còn nếu vào gần, thì bộ binh ta ở chiến hào sẽ nhìn thấy và bắn trả. Không dễ dàng gì ngắm bắn vào bên trong được. Trích hướng bờ trục đường bên phía đại đội 5, có một ụ mối và mấy thân cây là vị trí chúng có thể lợi dụng để tiếp cận ẩn núp, để bắn được vào trận địa của chúng tôi. Thì ngay từ những ngày đầu, anh em đã lấy phần tử bắn vào đó, 3 viên đạn xuyên và 1 viên đạn nổ phá hủy cho trống trải. Nhờ vậy, chúng chủ yếu đứng ở phía xa bắn hỏa lực cầu vồng hú họa vào trận địa của chúng tôi thôi. Ngay sau khi làm mọi công tác chuẩn bị xong, sáng sớm lực lượng thăm dò của đại đội 6 đã bắt đầu xuất kích. Tổ chức lực lượng gồm 16 tay súng, vì quân số không còn nhiều, do anh Tứ đại đội trưởng đại đội 6 chỉ huy. Theo hợp đồng, đại đội 7 cử một lực lượng sẵn sàng chi viện hỗ trợ. Lúc này đại đội 5 từ ngoài cốp cũng đang làm công tác chuẩn bị hành quân vào. Nhưng ta chưa vội hành quân, vì ta còn đang chờ thăm dò ý định của địch và tránh các đợt pháo tiêu hao của chúng. Bộ phận công tác bắt đầu xuất phát trong tiếng pháo luôn ầm vang trong đội hình, trong khi các bộ phận còn lại toàn tiểu đoàn đều nằm hết ở các vị trí được phản công chiến đấu. Tầm trưa, khi cắt vòng tránh về hướng Nam theo tốc độ chậm, vừa đi vừa thăm dò, đến lúc trả lại hướng Tây tiếp cận đội hình địch, thì bộ phận công tác chạm địch nổ súng. Đây là lực lượng chúng vừa mới thay, đang còn bố trí nghỉ ngơi dưới lòng suối cạn. Bọn địch này rất cảnh giác,
có tổ chức gác sách cẩn thận. Khi ta vừa ra khỏi khu vực rừng tre, mới được vài tay súng. Chưa kịp quan sát, bất ngờ chúng phát hiện bắn về hướng ta hàng loạt B-69. Người đi đầu của ta hy sinh ngay lập tức. Liền ngay sau đó, chúng bắt đầu tổ chức vây đánh ta quyết liệt. Bên ta từ đầu do bị vướng trong rừng tre, quá vướng víu, nên không thể triển khai được lực lượng. Chỉ có vài tay súng đi đầu nổ súng được. Địch lại dựa vào bờ suối cạn gần ẩn nấp và triển khai. Dùng hỏa lực mạnh, áp đảo, nên quá trình chiến đấu tiếp theo, ta hy sinh thêm một tay súng và bị thương bốn tay súng nữa. Lực lượng còn lại của ta vẫn cố gắng chiến đấu quyết liệt, ra sức đưa thương binh thực sĩ về phía sau. Phát hiện lực lượng ta quá mỏng, lính quân tốt tổ chức xung phong liên tục. Chúng dùng hỏa lực tối đa, áp đảo và cho bộ binh thổi còi xung phong nhiều đợt, nhưng bị lính ta đánh bật trở lại bờ suối. Để lại một số tay súng chiến đấu cầm cự, ta cố gắng từng bước đưa thương tử dần về đội hình trong điều kiện cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Thấy trận đánh có vẻ kéo dài, lực lượng chi viện của đại đội 7 với một trung đội chiến đấu thiếu gồm 8 tay súng vận động lên ứng cứu. Nhưng do địch quá đông, lại đang trên thế khống chế khu vực, nên ta phải quay vào thế phòng ngự, chống trả suốt buổi chiều hôm đó. Đợi đến tối, tìm cách thoát khỏi vòng vây. Suốt cả đêm hôm đó, cả hai lực lượng của ta đều phải nằm lại ngoài rừng. Sáu anh em đại đội 7 trong lúc chi viện khẩn cấp, không chuẩn bị mang theo cơm nước, phải chịu đói khát từ chiều hôm đó đến sáng hôm sau. Biết được địch đã tập trung một lực lượng bộ binh đông xung quanh đội hình, tiểu đoàn liền điện khẩn cho đại đội 5 nhanh chóng hành quân và mau hơn để sẵn sàng đối phó với bộ binh địch. Khi vào đến nơi, đại đội 5 lập tức triển khai từng bộ phận nằm xen kẽ cùng đại đội 7, chứ không theo đội hình từng đại đội vì sợ địch đánh bất ngờ. Tất cả các diễn biến đều xảy ra trong tiếng pháo địch đánh dồn dập vào đội hình phòng ngự của tiểu đoàn chúng tôi đặt tại căn cứ Mò Hơn. Cho đến sáng thứ 6, thì hai bộ phận của đại đội 6 và đại đội 7 đã đưa được thương binh và tử sĩ về đến đội hình tiểu đoàn. Tất cả anh em ai trông cũng hốc hác và bơ phờ khi cả ngày quần nhau với địch trong điều kiện bất lợi và cả thiếu nước uống, cơm ăn. Thậm chí có nhiều anh em khát quá, ban đêm phải liếm xương trên lá rừng cho đỡ khát. May là anh em còn cầm cự được, chờ đến tối để tìm cách thoát khỏi vòng vây. Nếu trời không kịp tối, chắc chừng hơn một giờ nữa, tình thế sẽ vô cùng bất lợi. Trời khô hanh vào ban ngày, nhưng trong rừng tre vào ban đêm, xương lại phủ ướt. Xác tử sĩ lại bị trúng bê, nên rất mau bị phân hủy bốc mùi. Trong đó có Chí, lính nhập ngũ 1981, gốc Thanh Hóa, vốn có thể hình rất to lớn, và lại trong 4 ca thương lại có 2 ca cùng trúng đạn hỏa lực B khá nặng, nên tiểu đoàn phải bắt buộc tổ chức một đoàn tải nhằm đưa toàn anh em kịp thời ra phẫu trung đoàn. Việc tổ chức này khiến cho đơn vị lại phải mất thêm một phần quân số để tải ra, trong khi tình hình địch lại vô cùng căng thẳng. Nhận định của tiểu đoàn lúc này là bộ binh địch hiện giờ đang rất mạnh. Thông thường những trận chạm súng gần đơn vị chúng tôi như trước đây, chúng chỉ đánh theo kiểu tung hỏa lực ào ạt, chế áp rồi nhanh chóng tìm cách rút. Còn trong trận đánh này, chúng càng ngày càng chủ động bao vây, tìm cách tiêu diệt lực lượng của ta. Mặc dù lính ta đánh trả một cách rất quyết liệt, nhưng bọn xung kích của chúng vẫn không nào núng. Những đối tượng địch như vậy, nếu ta chủ quan sơ sẩy, sẽ bị chúng hốt gọn như trời. Mặc dù vậy, quyết tâm của tiểu đoàn chúng tôi là trong tình huống nào cũng không được bỏ thương binh, tử sĩ. Và suốt trong nhiều năm trời chốt chặn tại khu vực này, chúng tôi chưa hề sơ sẩy trong công tác này. Lần nào cũng vậy, nhận định địch càng dùng hỏa lực đánh phá chừng nào, thì bộ binh chúng chưa thể đánh mạnh chừng ấy. Nên tiểu đoàn chúng tôi mạnh dạn đưa thương binh tử sĩ ra ngoài. Bộ phận tải thương tử ngày hôm đó đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm
khi mở đường máu, cứu được thương binh. Riêng bọn lính Pol Pot, chúng có lẽ bắt đầu e dè với ta ít nhiều. Một là chúng phát hiện, dù bao vây đánh phá như thế, nhưng ta vẫn tổ chức lực lượng, đánh ngóng ra bên ngoài, chứ không chịu nằm im. Hai là chỉ chạm với ta một lực lượng nhỏ, trong khi chúng có lợi thế áp đảo hơn nhiều, nhưng vẫn không thể bao vây tiêu diệt được. Ba là chúng phát hiện lực lượng của đại đội 5 đã tăng cường thêm cho tiểu đoàn. Chính vì thế, ngày thứ 6, chúng vẫn chưa quyết định dùng bộ binh, chỉ tăng cường thêm hỏa lực đánh phá tiếp. Phải nói qua những ngày này, chúng tôi mới nhìn thấy sự viện trợ của những nước thù địch lúc đó cho bọn lính Pol Pot hào phóng như thế nào. Suốt nhiều ngày liền, mật độ hỏa lực của chúng bắn phá vào chốt thật khủng khiếp. Có một câu chuyện gần như khôi hài như thế này để chứng minh điều đó. Sau trận đánh này, không lâu lắm, có một anh chàng giới thiệu là phóng viên báo quân đội cấp nào đó vào cốp để tìm hiểu viết bài. Anh em khuyên là không nên vào mo hơn vì không đảm bảo an toàn. Nhưng do thấy anh này dứt khoát đề nghị phải cho vào chốt nên tiểu đoàn phải tổ chức lực lượng đưa vào. Khi vào mo hơn, đầu tiên anh ta bẻ một cành cây, đo đúng 5 gang để ước lượng 1 mét. Xong anh ta nhờ anh em dẫn đến khu vực địch tập trung bắn hỏa lực nhiều nhất để đo thì khu vực đó cứ trong 1 mét vuông thì có trung bình 6 lỗ đạn hỏa lực các loại nổ. Đi tiếp một phần địa hình, thấy anh em ở thưa thớt lạnh lẽo với hầm hào thô sơ, chứ không phải trong một căn cứ hoành tráng, hầm hào kẽm gai, bê tông lắp ghép, nên anh ta liền lập tức xin đưa ra luôn. Nhưng tiểu đoàn chúng tôi, trong những điều kiện như vậy, vẫn cố gắng bám trụ làm nhiệm vụ tới cùng, không hề nao núng. Chính điều này cũng gây ức chế cho bọn địch rất nhiều. Ngày thứ 6, tranh thủ bộ binh địch chưa phản ứng gì. Anh em còn lại trong đội hình càng tranh thủ làm mọi công tác chuẩn bị cho vững chắc thêm. Mò hơn, vùng đất do tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, 688 biên phòng, sư đoàn 5, chúng tôi trấn giữ, cách Cao Mê Lai, theo đường chim bay không xa lắm. Cho đến lúc này, chỉ còn lại duy nhất đơn vị chúng tôi nằm chốt chặn. Thế cho nên có những lúc, tương tự như lúc này, tình hình kể cả địch tình và miền trái còn căng hơn những ngày tiểu đoàn chúng tôi nằm chốt hướng Cao Mê Lai, nhưng lại ít có đơn vị nào của sư đoàn biết đến. Ngay cả trong trung đoàn 2 chúng tôi, nhiều anh em ở các đơn vị khác chỉ thường xuyên nghe tiếng hỏa lực vọng đến, chứ cũng không biết những diễn biến tại khu vực phòng ngự của chúng tôi như thế nào. Trừ mỗi năm chừng 1 đến 2 lần, trung đoàn hoặc sư đoàn tổ chức một đoàn tải lớn lương thực, đạn dược vào căn cứ. Còn lại gần như chỉ có lính tiểu đoàn qua lại nhìn mặt nhau. Có những anh em cả năm trời không thấy một người dân ngoài cốc túi cách gần 20 cây số. Những đoàn tải từ Mo Hơn ra trung đoàn chỉ là những cán thương binh, tử sĩ. Cứ như thế, đơn vị chúng tôi công tác, chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ chỉ dựa vào anh em trong tiểu đoàn của mình. Nhiều trường hợp anh em bị thương vào phần mềm không nặng, nhưng do quá thiếu người, mãi đến vài tiếng sau mới tổ chức cáng đi được. Máu ra nhiều, dẫn đến choáng, ra gần đến trung đoàn thì tắt hơi. Nhiều anh em cố gắng chạy đua, giành giật mạng sống của đồng đội mình nhưng không được, bật khóc vì thương cảm, rất đau lòng. Những ngày này, anh em trong tiểu đoàn chúng tôi chiến đấu trong hoàn cảnh và tâm trạng như vậy, bằng chính khả năng của đơn vị mình, không nghĩ đến một điều gì khác, chỉ tìm cách làm sao chống lại địch, chịu đựng và bẻ gãy các đợt tấn công của chúng, chừng nào còn có thể. Trong không gian phòng ngự và quyết tâm chiến thắng của toàn tiểu đoàn lại tiếp tục tổ chức một lực lượng gồm 30 tay súng do tiểu đoàn phó Dung chỉ huy, bung ra thăm dò hướng Bắc nhưng không gặp địch. Đó là do ta chưa đi đúng với phương án hợp đồng nên rút về, trong khi hỏa lực địch vẫn tiếp tục bắn mạnh không thay đổi. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi chuyển tầm cối các loại về hướng đội hình đại đội 8 cũ. Mật độ khá dày như phủ hết lên cả đội hình. Bắn như vậy trong vòng 30 phút, đột nhiên các loại DKZ-75
và pháo 85 nòng dài của chúng đặt từ căn cứ bắn dồn dập vào khu vực ban chỉ huy tiểu đoàn và trận địa DKZ-82 của ta đang bố trí. Các loại đạn nổ thật dữ dội và gần sát, khói đạn bốc lên bao phủ cả khu vực. Tiếng nổ nghe đinh tai nhức óc, ngồi trong hầm trú mà nghe mặt đất cứ rung lên từng chập như một cơn địa chấn. Khuôn mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng tột cùng. Đạn rơi nổ rất gần, có những trái rơi sát chân hầm, tưởng chừng như chuẩn bị rơi trúng hầm tới nơi. Cả khẩu đội chỉ biết ngồi im, nhìn nhau mà chịu đựng. Không ai dám nói tiếng nào. Rất may là không có quả nào rơi trúng trên hầm pháo. Khả năng bọn địch đã tổ chức được tổ trinh sát pháo để quan sát và chỉnh pháo bắn vào trung tâm đội hình phòng ngự của tiểu đoàn. Các khẩu đại liên được lệnh bắn và loạt ra những tán cây cao ngoài bìa rừng nhằm uy hiếp bọn trinh sát pháo binh địch, không cho chúng chỉnh pháo một cách chính xác. Bọn bộ binh địch vẫn còn dựa vào hỏa lực tiêu hao, chưa tấn công dứt điểm ta. Ta và địch đã bắt đầu nắn gân với nhau xong. Về mặt hỏa lực thì coi như chúng hoàn toàn áp đảo, không có kinh, không có ý kiến gì khác. Các loại hỏa lực tầm xa lúc này, từ các căn cứ của chúng cứ vô tư bắn phá về hướng trận địa tiểu đoàn chúng tôi, mà không phải chịu một áp lực nào, vì tâm hỏa lực từ tiểu đoàn chúng tôi hoàn toàn không thể với tới căn cứ của chúng. Các loại hỏa lực đi cùng thì chúng thường bắn cấp tập cùng với sự tập kích của bọn bộ binh. Vốn mỗi lần đánh sử dụng một cơ số đạn B rất lớn, hỗ trợ chặt chẽ với nhau khiến hỏa lực của ta rất khó khăn để khai hỏa. Hầm hào thì giờ chúng tôi không còn thời gian củng cố vì các đơn vị đánh gần như liên tục, dai dẳng của địch. Chỉ thi thoảng, anh em mới tranh thủ một chút thời gian tạm dừng của địch để vét đắp một chút bờ hầm bị sạt lở rồi thôi. Thật sự cho đến lúc này, hỏa lực địch với lượng đạn bắn như vậy vẫn chưa gây ra thương vong lớn cho đơn vị chúng tôi, vì đa số đội hình bộ binh là được bố trí sâu vào trong, dạt ra hết mé rừng. Chúng rất khó quan sát thấy và đội hình cũng phân tán nên giảm thiểu bị sát thương. Cả một khu vực chống trải tràng tranh phía trong gồm một phần địa hình đại đội 6 và toàn bộ đội hình đại đội 8 cũ, gần cả chục ha bị chúng trút lên cả trăm tấn đạn, cũng không thể tàn phá hết được. Duy chỉ có còn khu vực ban chỉ huy đại đội 6, khu vực tiểu đoàn bộ và đặc biệt là trận địa đặt khẩu DKZ-82M là bị phơi ra chỗ trống, là dễ quan sát thấy, nhưng bọn trinh sát pháo của chúng có muốn chỉnh cho chính xác như để không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì thế nên dù bọn chúng đã nổ bao nhiêu đạn hỏa lực vào mo hơn, cho đến giờ hiệu quả vẫn chưa đạt cao lắm. Cả hai khẩu đội hỏa lực có lúc không nằm im một chỗ mà cơ động đến vài trận địa để tránh bị địch tập trung bắn phá hủy. Vì vậy, so sánh về mặt hỏa lực, dù địch có mạnh hơn nhưng vẫn không đạt được hiệu quả như chúng mong muốn. Riêng về mặt bộ binh thì cả hai bên cho đến lúc này vẫn chưa triển khai đánh đòn quyết định. Trong thế tiến công chiếm cứ, lực lượng áp đảo mạnh hơn gấp nhiều lần, nhưng bọn Pol Pot vẫn chưa có động thái vượt trội hơn so với ta là bao nhiêu. Chỉ là nhân cơ hội sau loạt pháo bắn dồn dập, bọn bộ binh chúng liền tập trung đánh điểm thăm dò từng khu vực một, sau đó tập trung đồng loạt nổ súng dữ dội, bao đánh cả hơn nửa đội hình. Có những mũi đột phá, nhưng bị lính ta đánh trả quyết liệt thì lại nhanh chóng rút lui, rồi hò hét, thổi còi uy hiếp, nhưng vẫn chưa dám đánh sát và sâu vào đội hình. Ngay cả khi đã tổ chức lực lượng ra thăm dò, đột kích, dù lực lượng rất đông, hỏa lực vượt trội và chủ động nổ súng trước, gây thương vong nặng cho ta, nhưng chúng không thể bao vây tiêu diệt được ta, thậm chí có lúc còn hốt hoảng tháo lui trước sức chống trả vô cùng mãnh liệt của lính ta. Sau khi tổ chức nhận định tình hình địch, ta khá kỹ lưỡng. Với truyền thống cơ động nhanh và trung thành với nguyên tắc phòng ngự tích cực, lấy tiến công địch khi có thời cơ làm phòng ngự, ban chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi quyết định tổ chức một lực lượng bí mật luồn sâu ra lưng đội hình địch để bất ngờ đánh trúng. Lực lượng này gồm 20 tay súng,
trang bị gọn nhẹ với hỏa lực bộ binh do cán bộ đại đội Huỳnh Văn Tấm của đại đội 7 chỉ huy. Bộ phận này thành phần do anh em xung phong tự nguyện tham gia, cho nên về mặt tinh thần là chiến đấu rất tốt. Rút kinh nghiệm của đợt đột kích trước, anh em giữ bí mật tuyệt đối, nhẹ nhàng luồn lách ra phía sau lưng đội hình, triển khai bao vây của địch. Đến gần đội hình địch, ta bắt đầu dàn đội hình hàng ngang, chậm chậm tiến ngược vào trong đội hình của tiểu đoàn. Chừng 200 mét, thì ta bắt đầu phát hiện ra bọn bộ binh địch ở phía trước. Ngay thời điểm chúng đang loay hoay, bắt đầu triển khai chuẩn bị đánh ta. Ngoài bọn bộ binh phía trước, ở phía sau súng cối 60mm, chúng đang triển khai trận địa, chuẩn bị sẵn sàng. Bốn quả B-40 của loạt bắn đầu tiên của lính ta bắn chính xác ngay đội hình của bọn bộ binh địch. Khói lửa tức trùm lên đội hình bọn chúng ở phía trước. Đồng thời các loại đạn nhọn, các cơ sở của ta cũng ào ạt bắn liên tiếp vào những khu vực còn lại. Bị đánh bất ngờ từ phía sau lưng, bọn bộ binh pôn pốt bỏ chạy toán loạn. Cả phút sau chúng mới hoàn hồn phản ứng lại. Và trái B-69 lúc này mới bắn trả về phía ta, nhưng lập tức bị nhiều quả B của ta nổ ngay vị trí của chúng. Vừa bắn, vừa hô xung phong, vừa kèm nhau giữ đội hình hàng ngang để hành tiến. Bộ binh ta ào ạt tiếp cận về hướng địch. Nhiều tên địch hốt hoảng ôm súng bỏ chạy. Rất may cho chúng là khẩu cối 60 lúc đó do chúng tập trung khá đông, nên chúng chưa kịp thời và chạy giạt ra nên thoát. Chỉ để lại một đống đạn chuẩn bị bắn. Chừng gần 10 phút, sau khi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi mới vội vã điều lực lượng đến ứng cứu. Tiếng súng bắt đầu rộ lên xung quanh. Phần ta sợ truy kích lâu sẽ bị ảnh hưởng bao vây, nên cũng nhanh chóng tổ chức vận động vào đội hình. Chỉ thu được vài khẩu súng và chừng chục trái cối 60mm. Cay cú quá, bọn lính Pol Pot lập tức lại dùng hỏa lực bắn mạnh vào đội hình của ta để trả đũa. Nhưng lính ta đã về đến hầm trú ẩn an toàn. Đến trưa ngày hôm đó, ngày thứ 8 của trận đánh, thì có một tình huống được cho là quá đỗi may mắn xảy ra với đơn vị chúng tôi. Sau trận đánh bọc từ phía sau đội hình bao vây của địch, cho là chúng đang hoảng loạn, nên một phần ta có hơi lơi lỏng trong việc đề phòng. Thứ nữa là do nhiều ngày rất thiếu thốn về thực phẩm, nên anh em bắt đầu tìm cách kiếm cái ăn. Dù tình hình rất căng thẳng, nhưng vì biết trước đội hình, đại đội 5 không xa có một cái ao nước nhỏ đang trong giai đoạn cạn, nên có vài anh em thuộc đại đội 7 đang nằm xen kẽ trong đội hình này, liều lĩnh tự tổ chức ra ngoài bắt cá để cải thiện. Chừng 4-5 anh em mới đầu rất cảnh giác dò dẫm ra khu vực này. Có tổ chức gác sách cảnh giác cẩn thận, đến đó phát hiện cá nhiều quá, khiến ai cũng mê, nhảy xuống thì nhào bắt, đến độ chủ quan không để ý đến xung quanh bên ngoài đội hình nữa. Chỉ có điều là anh em cứ lẳng lặng mà bắt bỏ vào thùng mà không nói với nhau tiếng nào. Chính ngay thời điểm này là lúc bọn chỉ huy lính Pol Pot quyết định chính thức triển khai bộ binh để đánh vào chốt phòng ngự của ta. Hàng trăm tên địch được trang bị mạnh và đầy đủ triển khai thành đội hình nửa vòng tròn từ hướng tây nam đại đội 6, vòng qua đại đội 5, rồi kéo đến gần hết đội hình đại đội 7, im lặng từ từ áp sát đội hình. Khi mũi tấn công chủ yếu của chúng tiếp cận vào gần đến chiến hào đại đội 5, thì bất ngờ tao ngộ với bộ phận lính ta đang cải thiện ngay hồ nước cạn. Do địa hình khu vực này khá rậm, nên đột ngột phát hiện ra lính ta đang lóp ngóp dưới hồ. Bọn lính Pol Pot đi đầu phát hoảng la lên. Nhanh hơn một bước, lính ta nổ được một loạt súng trước, khiến bọn lính Pol Pot vội vã thoát lui. Nhân cơ hội này, lính ta tranh thủ nhảy lên tháo chạy vào đội hình. Lúc này bọn hai bên sườn đã phát hiện nên quay súng bắn đuổi theo lính ta quyết liệt. Một anh em trúng đạn bị gãy chân nằm lại, còn số anh em khác vừa bắn trả vừa tháo lui vào bên trong. Quyết định dùng bộ binh tiến công ngay thời điểm này, bọn chỉ huy lính Pol Pot tính toán khá kỹ. Vì thông thường các trận đánh cường tập
để chiếm chốt. Về chiến thuật, ta hay đánh vào lúc sáng sớm. Sau khi hỏa lực bắn dồn dập để chế áp, chuyển làn, thì bộ binh sẽ xung phong. Chính vì thế, tâm lý tính ta cũng vậy. Chỉ đề phòng nhất vào lúc sáng sớm. Đến tầm trưa thì hay nghỉ, chủ quan hơn. Nếu nhân cơ hội, ta có vẻ hơi mất cảnh giác, mà bất ngờ tiếp cận sát chiến hào nổ súng, thì chúng sẽ có lợi thế chiến thắng hơn rất nhiều. Việc chạm nhóm cải thiện khiến buộc lòng chúng nổ súng sớm từ ngoài 50 mét đã làm mất đi lợi thế này của bọn chúng, vô tình tạo nên một sự may mắn cho lính mò hơn chúng tôi. Dù chỉ là trong một cự ly trên dưới 50 mét, nhưng đã đủ cho anh em bộ binh chúng tôi kịp thời vận động ra bịt kín các dãy chiến hào. Trận đánh ngay từ đầu nổ súng đã hết sức ác liệt. Bọn địch cố giữ được đội hình tấn công, dùng các loại hỏa lực bộ binh, các cỡ liên tiếp bắn tới tấp vào khu vực chiến hào của tiểu đoàn. Ngay sau khi vừa bộc lộ lực lượng, bọn chúng bắt đầu dùng còi, thổi và hô xung phong, chô, chô, uy hiếp tinh thần, vang dội cả một góc rừng. Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước, nhưng phải mất vài chục giây sau, bộ binh ta mới bắt đầu nổ súng, phản ứng lại được. Đầu tiên là các loại điểm xạ rời rạc, sau rộ đều. Thỉnh thoảng tiếng bê trực xạ nghe đanh giòn, bắn trúng vào đội hình của địch. Từ trong trận địa, DKZ-82Mi lúc này có thể nhìn thấy rất rõ những quả B-69 địch bắn vọt, lao đầu rơi về phía sau, nổ tung ở khu vực hướng nam. Đạn nhọn từ các khẩu súng bộ binh và các khẩu 12-7 của lính Pol Pot cũng bắn đan chéo qua lại bay vào đội hình, nghe treo chéo rất thấp. Bộ binh địch đã vào khá gần, kết hợp đạn hỏa lực tầm xa của chúng cũng thi nhau rơi vào đội hình, nổ tung, tạo thành một thứ âm thanh rất uy hiếp và chết chóc. Xen kẽ trong thứ âm thanh hỗn độn đó, từ trận địa chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng nổ của mìn DH-10, nghe dậy đất của bộ binh ta giật ngoài chiến hào. Địch và ta đã bắt đầu tiếp cận, chỉ trong vòng non 50 mét, hướng đánh tập trung của địch là hướng Tây Bắc đại đội 5, hướng xác định phòng ngự chủ yếu của ta trong dự kiến. Pháo thủ DKZ-82Mi của ta, theo hợp đồng, tập trung bắn chi viện cho bộ binh trên hướng chủ yếu, bất chấp các loại hỏa lực của địch bắn rơi nổ xung quanh. Đầu tiên là bắn điểm tập trung 5 quả. Sau đó là bắn giải ra hai bên, góp phần chế áp, tiêu diệt bọn bộ binh xung kích địch trên hướng chủ yếu. Ở cự ly bắn trực xạ này, bọn bộ binh địch hầu như không nghe tiếng pháo đề pa, chỉ nghe tiếng đạn rơi xoẹt, oanh, trong chớp nhoáng. Bên ngoài đội hình, chúng triển khai rất chặt chẽ và đông đặc, dùng hỏa lực bộ binh trực tiếp chế áp bộ binh ngoài chiến hào của ta, tìm nơi nào phản ứng yếu là tìm cách xung phong đột kích. Bộ binh ta anh em ngoài chiến hào đã chiến đấu rất kiên cường, đợi địch vào gần, nhìn rõ mặt mới nổ súng. Có khu vực chúng đánh rát quá, anh em phải tản ra hai bên cho chúng tiến vào gần, sau đó tập trung đánh cắt bọn phía sau, không cho chúng phát triển lên đột kích sâu vào tiếp. Bọn vào gần không thấy phía sau lên tiếp ứng, vội vã tháo lui ra, chứ không dám xung phong nhảy vào chiến hào. Cứ như thế, hỏa lực bên trong và bộ binh bên ngoài của tiểu đoàn chúng tôi hợp đồng rất nhuần nhuyễn trong việc giữ vững đội hình phòng ngự của mình. Sau suốt mấy giờ chiến đấu, từ trưa đến gần chiều, tiếng hỏa lực và đạn nhọn của địch bắn vào bắt đầu thưa dần rồi chấm dứt. Chỉ còn tiếng đạn bắn liên lạc của chúng kêu gọi hỗ trợ nhau. Những cái xác của chúng bỏ lại ngoài tiền duyên ta như những ụ mối nằm bất động. Lính ta chuyển sang dùng cách bắn tỉa khiến bọn địch có ý định tổ chức lấy xác không thể hành động được dễ dàng. Chúng liền nghi binh bằng cách nổ súng ào ạt, kết hợp tiếng la hét xung phong, nhưng lại rút ra xa khỏi trận địa của ta một cách nhanh chóng. Chừng nửa giờ sau, khi tiếng súng im, ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định triệu tập các anh em giữ vai trò chỉ huy then chốt để phổ biến, nhận định
và xác định quyết tâm. Bọn địch dù thất bại trong trận này, nhưng chúng sẽ không từ bỏ ý định mà sẽ tổ chức đánh tiếp. Chúng sẽ tổ chức đánh hỏa lực mạnh hơn để tiếp tục tiêu hao sinh lực và phá hủy, tiêu diệt các trận địa hỏa lực và cơ sở hậu cần của tiểu đoàn, trước khi tung lực lượng bộ binh mạnh và đông hơn để đánh lấy chốt của ta cho bằng được. Giữa lúc ta triển khai xong, thì địch lại bắt đầu dùng hỏa lực tầm xa từ căn cứ bắn vào đánh tiếp. Lo sợ chúng lại đánh bộ binh, nên ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định giải tán cuộc họp và lệnh cho anh em lập tức vận động về vị trí chỉ huy của mình. Anh Tuấn, trung úy cán bộ chỉ huy đại đội 5, men theo chiến hào bên ngoài của đội hình thông tin, trinh sát, vận động về một đoạn thì DKZ-75 của địch bắn rơi phía trước, dữ dội quá, không thể vượt qua, nên anh vội chui vào một căn hầm trú ẩn, có sẵn để ẩn nấp chờ pháo ngớt. Không may cho anh, một quả DKZ-75 xuyên phá, rơi trúng ngay hông căn hầm, nổ xuyên vào bên trong, khiến anh bị gãy đùi, hy sinh trong sự thương tiếc của đơn vị. Gần sáng ngày thứ 9, đang vẫn bắn hỏa lực với cường độ đều đều suốt từ đầu hôm, đột nhiên tiếng hỏa lực của địch bỗng im bặt. Thật lạ, khi nó bắn thường xuyên, dù ngủ cũng không yên giấc, thì cũng mơ mơ màng màng được vài tiếng. Giờ bỗng tiếng hỏa lực không nổ nữa, lại không ai ngủ được tí nào. Khẩu đội DKZ-82 của chúng tôi cũng lục đục thức dậy hỏi nhau. Có chuyện gì vậy? Không lẽ bọn chúng kết thúc? Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng chúng tôi vẫn nhắc nhau cảnh giới đề phòng địch có âm mưu gì bất thường. Đến khi trời rõ sáng, những gì xảy ra trước mắt bộ binh của tiểu đoàn chúng tôi bên ngoài chiến hào thật hết sức tưởng tượng. Từng tốp lính Pol Pot khoảng chục tên, đầu vận khăn cà ma đỏ rực, đang lăm lăm trên tay mỗi thằng một khẩu B-69 mới bóng, đầu súng buộc một miếng vải đỏ, chĩa thẳng quả đạn trong nòng về phía chiến hào ta, lừ lừ đi vào trong khoảng cách trên dưới 50 mét, có nơi còn gần hơn, như ở hướng tây trục đường. Những tốp lính Pol Pot này xuất hiện rải rác bao thành nửa vòng khắp đội hình. Bọn phía sau lưng chúng cũng khá đông, liên tục cơ động qua lại, bám nắm các địa hình có lợi để sẵn sàng hỗ trợ cho bọn xung kích phía trên. Xen kẽ trong đội hình vận động của chúng là các khẩu đại liên 12 ly 7 và các khẩu DKZ-82, DKZ-75 trực xạ đang từng bước cơ động theo sẵn sàng nhả đạn. Không biết có đơn vị nào đã từng bị rơi vào tình thế đánh phòng ngự kiểu như thế này không? Nhưng phải nói là bước đầu bộ binh ta có hơi bị hoảng loạn, không kiềm chế được. Có tiếng B-40 của ta bắn ra về hướng đội hình tiến công của địch, nhưng ngay lập tức tại vị trí đó bị cả chục trái B-69 của địch bắn phản lại ngay tức thì. Ngay cả các loạt AK bắn điệp xạ cũng cùng chung số phận. Cứ mỗi lần loạt B-69 của chúng bắn trả lại phía bên ta là bị sạt lở cả một đoạn chiến hào. Anh em nào phát hỏa hoặc chỉ vận động thay đổi vị trí bắn bị chúng đứng phát hiện là ngay vị trí đó lĩnh ngay cả chục trái B-69 nổ tung, thương vong ngay lập tức. Cứ thế bọn chúng đứng từng tốp nghênh ngang cho ta phát hỏa và lần lượt tỉa dần các vị trí xuất hiện của ta. Chiến thuật này của địch ngay từ đầu đã phát huy rất hiệu quả. Trong đó chúng đã khiến cho anh Đẹp, đại đội trưởng đại đội 5, một trong những cán bộ chỉ huy tài ba của tiểu đoàn chúng tôi, đã hy sinh ngay tại chiến hào. Trước khi xảy ra trận đánh này, anh đã nhận lệnh bàn giao ra trung đoàn để đi về phép cưới vợ. Trong lúc anh đang nằm ngoài trung đoàn, chờ tập trung về sư đoàn, thì xảy ra trận đánh pháo đầu tiên của bọn lính Pol Pot bắn phá mò hơn. Nhận định địch sẽ tổ chức đánh lớn, nên anh tạm thời nằm chờ diễn biến kế tiếp của địch. Lý ra anh có thể ở ngoài trung đoàn chờ đi phép bình thường, nhưng nóng ruột cho đại đội 5 nói riêng và tiểu đoàn nói chung, nên khi đại đội 5 được lệnh hành quân vào mò hơn, anh đã xin trung đoàn cho anh được vào mò hơn tham gia chỉ huy chiến đấu.
Trong tình hình đang thiếu cán bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội, việc anh quay trở vào mau hơn, chỉ huy đại đội 5, chủ công tạo ra tâm lý hân hoan và động lực cho anh em chiến đấu với địch. Thực tế trong thời điểm trước đó, anh đã chỉ huy anh em chiến đấu rất tốt, bẻ gãy nhiều đợt tấn công bằng xung lực của địch. Tinh thần rất sông sáo, nên khi phát hiện địch có ý đồ, anh liền vận động ra tận chiến hào, cùng anh em ngay trên mũi địch tấn công chủ yếu. Phát hiện một tốp địch vào rất gần, trong tầm chừng chưa tới 20 mét. Anh liền chỉ ra mục tiêu, lệnh cho Bình, lính 1980, bắn ngay vị trí tốp địch này, một quả B-40. Nhưng tiếc là, dù kinh nghiệm có thừa, nhưng chỉ có Bình là còn kịp vận động tránh. Còn anh bị lính Pol Pot phản ngay bằng hàng chục trái B, hy sinh ngay tại chiến hào. Đoạn chiến hào nơi anh hy sinh bị sạt lở phủ cả lên người anh. Anh em tổ chức lấy được xác anh, đưa về phía sau trong điều kiện cực kỳ khó khăn, ác liệt. Vận dụng cách đánh này, bọn lính Pol Pot cũng thật sự mạo hiểm, nhưng ngược lại với đơn vị chúng tôi, hiệu quả của chúng khá cao, do nhờ lợi thế áp đảo của chúng, buộc ta phải bộc lộ thật gần, rồi dùng hỏa lực mạnh, trực tiếp sát thương. Sau nhiều lần phát hỏa bị phản mạnh, với một số thương vong, bộ binh ta phải rút vào những vị trí được che khuất để ẩn nấp, khiến một số khu vực phòng ngự chống trải phải bỏ ngỏ. Cái khó lúc này là ta không xác định được địch sẽ tập trung tấn công vào khu vực nào, và lúc nào chúng sẽ thật sự nổ súng để dứt điểm. Sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao. Ngay như các trận địa hỏa lực của ta, dù nằm ở phía sau, không bị địch uy hiếp trực tiếp, cũng lúng túng, khó chi viện cho bộ binh phía trước, vì địch tiếp cận bộ binh ta quá gần. Đáng chú ý nhất là trên hướng trục đường chính diện về hướng Tây, một tốp bộ binh địch đã nhìn thấy rõ trận địa DKZ-82 ta đang bố trí. Chúng lập tức dùng hỏa lực B-69 bắn liên tiếp nhiều loạt về hướng khẩu đội chúng tôi. Phương án vận động qua vị trí trận địa dự phòng được tính đến, nhưng chúng tôi chưa thể vận động được vì còn chờ diễn biến của địch ra sao. Lúc này, chúng có vẻ như chưa vội lắm. Cứ dùng cách khiêu khích và dùng hỏa lực triệt hạ các vị trí của ta khi xuất hiện nổ súng. Chúng muốn phải thực sự giành lấy thế mạnh áp đảo khi tấn công dứt điểm vị trí phòng ngự của ta. Đơn vị chúng tôi dần dần bị lâm vào thế bế tắc. Anh em bắt đầu cảm thấy hơi sợ lối đánh này của địch. Lực lượng địch quá gần, quá chính xác, quá áp đảo. Thật khó diễn tả cái cảm giác của một người lính bộ binh nơi chiến hào. Bất ngờ, nhìn ra đã thấy cả chục thằng lính bộ tốt, dương bê chở sẵn, ở tầm chỉ chừng hơn 20 mét. Bị chúng phát hiện có nổ súng hay không, vẫn bị hàng loạt hỏa lực bắn nổ tung ngay vị trí đứng của mình. Nhiều tiếng nổ trực xạ vang dội, mặt đất rung động như có cơn địa chấn. Chiến hào trong tích tắc bị mất cả một đoạn dài. Cả đơn vị anh em gần như bị cách ly với nhau. Không ai dám vận động đến ai nếu không muốn bị hỏa lực địch bắn trúng. Chỉ còn thỉnh thoảng vài loạt đạn bắn điểm xạ của những anh em đang ở các vị trí cạnh sườn, nhưng cũng phải tính toán trước đường rút khi nổ súng. Đói, khát, bắt đầu tạo cảm giác cồn cào, bụng thì cứ sôi lên từng chập vì trống rỗng, cổ họng khô đắng khi cả buổi phải ngồi trong ánh nắng cuối mùa khô gay gắt. Giờ tất cả chúng tôi chỉ còn biết dựa vào sức chịu đựng của bản thân, chờ một trận dứt điểm để mong thoát ra khỏi tình cảnh, khỏi phải chịu đựng. Không còn tiếng súng bắn ra nhiều, lính Pol Pot cũng chưa dám ra đòn quyết định. Chúng quay qua bắn vào bất cứ thứ gì trong đội hình mà chúng quan sát thấy được. Những ngôi nhà nửa nổi, nửa chìm, những dàn bầu bí tăng ra, bụi cây còn sót lại, thậm chí cả những ụ mối nằm sâu bên trong, cứ lần lượt mất đi sau mỗi đợt bắn phá. Vừa bắn, chúng vừa la hét để uy hiếp tinh thần lính ta. Một số tên còn chơi trò, đột ngột hét to lên, ôm súng chạy sồng sọc vào hướng chiến hào ta. Nhưng cách chừng 20 mét, thì bất ngờ quay trở lại, cười phá lên khiêu khích. Áp dụng cách đánh cận chiến này, rõ ràng lính Pol Pot đang hoàn toàn chiếm ưu thế. Tạm tính đội hình chúng
từ hướng Tây đại đội 6 qua trục đường, qua Tây Bắc đại đội 5, đến hết đội hình đại đội 7. Ước chừng khoảng 1.200 mét, chúng sử dụng chừng hơn chục tổ hỏa lực xung kích như vậy. Chỉ tính 10 tổ nhân với 10 khẩu B-69. Mỗi tổ thì thứ vũ khí hỏa lực bộ binh trực xạ như vậy đã có đến cả 100 khẩu rồi. Sức hủy diệt và áp đảo của chúng mạnh đến bao nhiêu? Những thằng lính Pol Pot với khuôn mặt khá dày dặn, tướng người như hộ pháp, sử dụng súng B-69 cứ như bộ binh sử dụng súng AK, đường ngắm chính xác như được đào tạo để sử dụng cách đánh này. Khi cần, chúng cơ động rất nhanh, khi tản ra, khi tập trung lại, cứ đứng thẳng lưng ngắm bắn, khiến anh em nào tâm lý yếu, dễ bị hoang mang, thấy rất khiếp sợ. Muốn có một đối sách thích hợp để bẻ gãy cách đánh này, ta phải có thời gian để hội ý bàn bạc, thống nhất cách đánh và thông tin liên lạc phải thông suốt để phổ biến cho toàn đơn vị. Rất tiếc ngày đó tiểu đoàn chúng tôi đều không có được cả hai yếu tố này, nhất là các phương tiện thông tin liên lạc luôn nghèo nàn và thiếu thốn một cách cùng cực. Nhưng nếu cứ để chúng tiêu diệt ta dần dần như câu cá, thì trận địa của ta sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay chúng khi lực lượng ta bị chúng tiêu diệt. Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định rời vị trí để thực hiện xuống chiến hào, phổ biến ngắn gọn nhiệm vụ hợp đồng và tổ chức truyền đạt với nhau dây chuyền từ anh em này qua anh em khác. Trong điều kiện thông tin liên lạc khó khăn, hạn chế như vậy, nhưng anh em lại rất hiểu ý nhau, như có cùng chung một ý nghĩ. Hợp đồng quy định là khi nổ súng phải đồng loạt, rộng khắp, kiên quyết và phải thật dũng cảm bám chắc vị trí của mình, không run sợ, kiên quyết đánh bật địch ra xa và quan sát chốt giữ, không cho chúng bám gần trở lại. Hướng nào gặp địch, phản ứng quyết liệt, cũng cố gắng trụ lại chờ chi viện. Ta sẽ thành lực lượng tập kích lại địch từ trong đội hình đánh ra, cố gắng giữ vững vị trí, chiếm được, làm nơi mở rộng quan sát cho đến tối. Nếu không đạt được địa hình rộng, cũng chiếm lấy một số vị trí đầu cầu, ép địch ra xa, để có thời cơ tổ chức lực lượng vòng ra bên ngoài phản kích vào các sườn, các mũi áp sát của chúng. Đến tầm chừng 3 giờ chiều, thì các công tác chuẩn bị phản kích đã xong. Chỉ có điều là toàn bộ anh em trong đơn vị lúc này đã bắt đầu thấy đói và khát, vì cả ngày chưa ăn gì, lại phải xoay trần dưới nắng nóng. Ý thức được đây là thời điểm quyết định rất quan trọng, nhất là các anh em ở vị trí đối diện với bọn mang B-69 và các loại hỏa lực bộ binh đi cùng của chúng. Chỉ cần tư tưởng dao động, không kiên quyết bắn đồng loạt và quyết liệt, dẫn đến bọn địch chế áp trở lại, thì hậu quả rất khó lường. Hỏa lực bên trong của ta chi viện, khống chế hỏa lực địch cũng vậy. Nếu phán đoán chính xác và chi viện kịp thời, sẽ góp phần quan trọng trong giành lại quyền chủ động cho đơn vị. Tất cả mọi mặt chuẩn bị phản kích của đơn vị đã xong. Các loại hỏa lực đại liên, trung liên đều bí mật vận động đến chiến hào, đối diện với bọn xung kích mang B-69 của địch. Một tiếng AK trong đội hình vang lên. Tất cả các loại súng của ta từ chiến hào đột ngột đưa lên bắn dữ dội vào các tốp bộ binh của chúng. Hỏa lực cối 82mm, DKZ-82 lấy tọa độ sẵn canh ngay các trận địa 12-7. Cối DKZ của lính Pol Pot bố trí phía sau đội hình bao vây của chúng nhả đạn. Không gian như vỡ ra, khói bụi mù mịt che phủ cả chiến hào. Không thằng lính nào, dù dũng cảm đến đâu, trong tình huống này có thể bình tĩnh được. Bọn lính Pol Pot cũng vậy, ngay từ đầu chúng đã bị vỡ trận. Tiếng hô xung phong của ta vang vọng cả một góc rừng. Địa hình là của ta, nên từng loạt đạn rất chính xác cứ găm ngay vào đội hình vây lấn của địch. Nhiều tên lính Pol Pot không kịp phản ứng lại, lùi vào gốc cây ụ mối trú thân, còn bị vướng vào mìn bẫy trước đây của ta bị thương vong, nên chúng lại càng thêm hoảng hốt. Bọn mang B-69 đang nghênh ngang là thế, bất ngờ bị bắn xối xả, cũng bỏ lăn bỏ cảng, đội hình tan tác, không kịp bắn phản lại ta. Địch cố gắng lấy lại thế trận, nhưng đã quá muộn.
Khi bám được chiến hào bộ binh, ta liên tiếp nã chính xác vào đội hình của chúng, khiến chúng không còn cách nào gom lại được như lúc ban đầu. Dưới những loạt AK tập trung chính xác, thì những khẩu B-69 của chúng không còn điều kiện ngắm bắn, tìm được mục tiêu, thì không còn uy hiếp được như lúc ban đầu. Bọn địch bắt đầu bị các loạt đạn bắn quyết liệt đẩy ra xa chiến hào. Tầm bắn B không còn hiệu quả nữa vì bị che khuất, do chúng phải lùi về phía sau ẩn nấp. Đến gần tối, địch lại tiếp tục gọi pháo bắn chi viện và liên tiếp mở nhiều đợt tấn công nhằm chiếm lại ưu thế, nhưng hoàn toàn vô vọng. Qua bước khó khăn, mất mát ban đầu, đơn vị chúng tôi đã tìm được cách đối phó với chúng, bám chặt chiến hào, không cho chúng tiếp cận cho đến tối. Vậy là ở chỗ chúng tôi, bọn lính Pol Pot lại thất bại một lần nữa, với chiến thuật đánh mới là Belafan, dùng nhiều khẩu bắn và mục tiêu liên tiếp trong cự ly gần để tiêu diệt. Ngay buổi tối ngày thứ 9, bộ binh ngoài chiến hào đã kịp thời củng cố những đoạn sạt lở, bố trí các loại mìn bẫy gài cận ngoài chiến hào, bổ sung đạn dược đầy đủ cho trận đánh ngày mai. Viết ra thì ngắn gọn, nhưng anh em trong đơn vị phải làm hì hục gần như suốt cả đêm, phải bỏ ra một công sức với một tinh thần không thể tả được. Các loại mìn bố phòng được triển khai tối đa có thể được vì rất quan trọng trong việc ngăn chặn sức xung phong của địch, đặc biệt là các trái đạn H-12 gài giật. Số đạn này còn lại trong kho quân khí rất nhiều khi khẩu pháo bị phá hủy. Thời gian đầu ta hay sử dụng để bắn ứng dụng vào các căn cứ địch, bố trí ở chiến hào, bắn lùi trực tiếp ra các vị trí của địch khi chúng tập kích. Những ngày đầu trận đánh, ta đã sử dụng gần như hết các trái đạn bố trí bắn lùi trước đó. Lúc này do lượng pin dí bắn không còn, nên anh em lấy ra đánh theo kiểu gài giật để tăng cường phòng thủ thêm, thay thế vào lượng mìn DH-10 trong mấy ngày đầu đã sử dụng hết. Đầu tiên ta chôn phần đuôi chứa thuốc phóng xuống đất, sao cho phần đầu đạn hướng về phía địch một góc từ 30 đến 45 độ, xong gắn quả mìn kẹt nổ vào đầu đạn để chờ sẵn. Khi địch xung phong vào gần, chỉ cần kéo dây kích nổ quả mìn kẹp sẽ gây nổ cả quả đạn mà ta vẫn an toàn trong phạm vi 10 đến 15 mét. Cả những quả mìn chống tăng gỡ được trước đây cũng được đem ra sử dụng, kẹp cùng đạn cối 82mm gài giật do lính ta tự chế như quả đạn H-12. Nói chung những gì có thể dùng trong chiến đấu phòng ngự lúc này đều được đem ra sử dụng. Một thử thách gần như tột cùng lại xuất hiện vào ngay thời điểm này đối với đơn vị chúng tôi. Hồ nước duy nhất của tiểu đoàn lại bắt đầu cạn khô. Chỉ còn lại vài vũng nước sâu chừng nửa gang tay và đường kính nơi rộng nhất chưa đầy 2 mét. Đục bùn ngầu sền sệt. Trong khi bụng đói, anh em chỉ được ăn gạo rang để có sức cầm hơi chiến đấu. Mỗi cá nhân chỉ được vài nắm gạo rang và vài hớp nước trong một ngày. Cứ thấy đói thì móc túi lấy gạo ra nhai. Còn khi thật khát nước mới dám nhấp đỡ một ngụm cho đỡ khát. Thật mâu thuẫn vô cùng, ở chỗ nhai gạo rang mà không có nước uống cho dễ nuốt trôi. Tình thế khẩn cấp này được lên điện báo cáo ra trung đoàn, hy vọng trên sẽ tổ chức tiếp ứng kịp thời cho nước uống cả tiểu đoàn chúng tôi để có sức chống lại địch. Nếu không chỉ vài ngày nữa, tiểu đoàn chúng tôi chắc chắn phải bỏ chốt vì không thể chiến đấu trong tình trạng không còn giọt nước uống nào. Pháo của địch từ bên ngoài vẫn bắn đều đặn vào đội hình phòng ngự đơn vị chúng tôi không dứt, tạo nên những tiếng nổ và chớp lửa suốt đêm. Gần sáng, bộ binh ta triển khai xả hết chiến hào, đề phòng địch áp sát triển khai lối đánh như hôm qua. Ta thống nhất nếu phát hiện sẽ kiên quyết nổ súng đồng loạt, bằng mọi giá không cho chúng bám gần đội hình để triển khai được hỏa lực. Ngày thứ 10, khi trời rạng sáng, bất ngờ hỏa lực DKZ-82mm và cối các loại của ta nổ súng trước, bắn vào các vị trí của địch có thể lợi dụng triển khai uy hiếp ta trong suốt vài phút từ các trận địa dự bị. Dứt loạt ta lại cơ động về các trận địa trực chiến, nhưng không thấy địch có phản ứng. Mãi đến khoảng 7 giờ, địch bắt đầu nổ súng cho đợt tập kích đầu tiên.
như cố giữ thế làm cho ta nao núng. Vài loạt bê và đạn nhọn đối với đơn vị chúng tôi lúc này chẳng có tác dụng gì. Bằng kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng đó chẳng phải là những gì bọn địch thật sự muốn thể hiện cho trận đánh sắp đến. Khi đợt tập kích bằng bộ binh cuối cùng vừa dứt chừng 5 phút, đột nhiên tại trận địa chúng tôi nghe tiếng đề pa từ các trận địa hỏa lực của địch ở hướng biên giới Thái Lan nổ vang rền, mặt đất lại rung lên, chao đảo bởi hàng loạt tiếng nổ của đạn pháo các loại rơi xuống trận địa. Lần này không chỉ là tiếng nổ dậy đất của các loại đạn xuyên phá và đạn nổ mảnh sát thương, mà xen kẽ là những tiếng nổ vang dội từ trên không như xé tan không khí. Trận địa lại bị bao trùm bởi khói và lửa. Tiếng mảnh đạn chém vào không khí nghe vùn vút, vào mái nhà nghe lục bục, và vào vách hầm trú ẩn nghe phần phật. Địch bắt đầu bắn xen loại đạn pháo chụp nổ trên không. Khẩu đội chỉ kịp làm động tác thu súng, đưa vào hầm trú ẩn, để khỏi bị mảnh pháo chụp phá hủy. Sau đó chỉ còn cách nép sát vào góc hầm, để tránh mảnh pháo trên không, theo lỗ thao tác bắn, sát thương khi xuyên hầm pháo. Những tiếng nổ trên không nghe rất chát chúa. Từng đám khói lửa cứ nổ xen với nhau từ những mẩu pháo 85mm nòng dài của lính Pol Pot, từ những khẩu pháo 105 của lính Thái Lan bắn chi viện cho bọn Pot, tiếp tục phá hủy hết những gì còn sót lại trên mặt đất bên trong đội hình. Những mái nhà đỗ chỗ vết mảnh đạn, dụng cụ chứa nước, gốc cây, ngọn cỏ. May là tầm bắn của chúng lại kê sâu về phía sau, nên chủ yếu là khoảng trống bị bỏ ngỏ, chứ nếu không thì sẽ gây cho ta thương vong rất lớn. Những đám cỏ tranh khô héo còn sót lại xung quanh khu vực nhà quân khí và nhà quân y gần ban chỉ huy tiểu đoàn bị đợt pháo này bắt đầu uy hiếp, bốc cháy lan sang nhà quân y, nơi có mấy xác tử sĩ của tiểu đoàn chúng tôi đang để tạm. Nhìn thấy lửa bao trùm, nhưng anh em ở các vị trí xung quanh lần này không dám mạo hiểm lao ra dập lửa, vì hỏa lực địch đang bắn quá mạnh, nhất là các mảnh các loạt pháo nổ chụp trên không đang phạt chi chít từ trên cao rơi xuống. Đợi đến khi lửa tàn và pháo địch ngừng bắn mạnh, anh em mới chạy đến hầm quân y kéo xác anh em hy sinh ra, thì một phần chân anh đẹp đã bị cháy xém, coi như anh tiếp tục hy sinh lần thứ hai. Đứng trước tình hình đó, tiểu đoàn liên tổ chức một bộ phận bung ra để thăm dò, tìm cách đưa thương binh tử sĩ ra khỏi vòng vây, nhưng với vừa cắt ra thì bị địch phát hiện và đánh chặn, phải quay trở lại. Phổ biến xuống ban chỉ huy tiểu đoàn là địch bắt đầu có dấu hiệu tập trung dứt điểm. Phương án tử thủ cuối cùng cũng như quyết tâm chiến đấu của tiểu đoàn lại được phổ biến đến tất cả anh em. Đến tầm 4 giờ chiều, địch lại tổ chức đánh bằng xung lực bộ binh. Lần này chúng không đánh rộng khắp như những lần trước, mà tập trung đánh mạnh vào hướng phòng ngự chủ yếu của ta ngay từ khu vực Tây, Tây Bắc đội hình đại đội 5. Mũi đột kích của chúng được trang bị hỏa lực rất mạnh và áp đảo ta ngay từ đầu. Ngoài ra, chúng chỉ tổ chức thêm một mũi vu hồi đánh thọc vào hướng đại đội 7. Các khu vực còn lại thì chúng dùng hỏa lực các thứ bắn chế áp dữ dội để hỗ trợ cho bộ binh xung phong đánh vào. Quyết tâm của chúng là cường tập chọc thủng đội hình phòng ngự của đại đội 5, tạo thành mũi thọc sâu đánh thẳng vào trung tâm phòng ngự, chia cắt các bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân ta trong căn cứ. Đây là một bài bản mà trong chiến đấu phòng ngự tiểu đoàn thường xuyên quán triệt, nên anh em trong tiểu đoàn chúng tôi nắm rất chắc cách đánh, giờ mới có cơ hội để áp dụng theo các phương án hợp đồng. Chốt giữ khu vực này hiện giờ lại do hai trung đội, một của đại đội 5 và một của đại đội 7, là hai trung đội đánh phòng ngự thuộc loại giỏi nhất trong tiểu đoàn, nên anh em thấy rất tự tin. Đợi các loại hỏa lực trực xạ mở màn của mũi đột kích bộ binh địch vừa dứt bắn, anh em lập tức triển khai ra chiến hào chờ đợi. Đến khi địch tồi còi xung phong vào cách chừng 10 mét, ta mới bất ngờ đồng loạt nổ súng quyết liệt, quất thẳng vào đội hình đang hành tiến của chúng, khiến chúng phải tháo chạy ngược trở ra. Tiếng giật mình các loại vang dội cả khu rừng, tiếng tồi còi la hét của lính Pol Pot trộn lẫn vào nhau,
tạo thành một loại âm thanh nghe hỗn loạn, truyền vào đến tận bên trong đội hình. Hỏa lực của ta bắt đầu tập trung chi viện tối đa vào khu vực đột kích của địch. Từng đường đạn nổ tung vào phía sau đội hình của chúng, nhằm cắt đứt không cho bọn phía sau tiếp tục phát triển lên thêm. Qua đợt đánh đầu tiên, địch bị thiệt hại khá lớn, xác chúng nằm đầy rẫy phía trước chiến hào. Những thằng bị thương cứ la lên từng chập, kêu gọi đồng bọn ứng cứu, khiến bọn địch mất hẳn nhuệ khí ban đầu. Lúc này bộ binh ta mới tiếp tục đưa chúng vào bẫy. Từng luồng đạn tập trung bắn quét những tên không có gì để trú ẩn, dạt về một góc ta đã bố trí sẵn mìn. Chỉ nghe thấy tiếng mìn giật nổ là thấy chúng nháo nhào bỏ chạy, tìm nơi ẩn núp. Mà những vị trí đó thường ta đã gài mìn bẫy vướng, nổ để chờ. Sau nhiều lần đột phá thất bại, địch buộc phải rút quân, để lại một bãi ngổn ngang bên ngoài trận địa. Cũng sau đó không lâu, một đoàn tải nước từ ngoài trung đoàn đã vào tới, trong đó có thêm một tổ trinh sát pháo binh tăng cường. Ta kịp thời tổ chức đưa được thương binh tướng sĩ về tuyến sau, kết thúc một ngày chiến đấu rất căng thẳng và khốc liệt. Thực lực về phía ta lúc này, mỗi trung đội quân số chỉ có khoảng chưa tới 10 tay súng. Trong chiến đấu, dù sao với một quân số như vậy, vẫn còn nhỉnh hơn so với thời kỳ đơn vị bị thương vong nhiều nhất. Các bộ phận và trận địa hỏa lực vẫn tồn tại với cơ số đạn còn tương đối nhiều. Trải qua 10 ngày chiến đấu, tinh thần anh em trong đơn vị chúng tôi vẫn còn khá cứng, chưa có biểu hiện bể trận nào nổi lên. Khó khăn cấp thiết nhất có lẽ là sự thiếu thốn về mặt lương thực, thực phẩm và đặc biệt là nước uống. Phải chiến đấu dài ngày trong điều kiện nắng gắt như đổ lửa, cơ động vị trí liên tục mà thiếu nước uống là một sự chịu đựng như cực hình. Nhiều anh em không sợ địch, không sợ ác liệt, chỉ có một mơ ước duy nhất là được ngửa cổ, tu một hơi, hết một bình tông nước là không gì sướng bằng. Bọn địch ở khu vực cận biên này là đơn vị có biên chế đầy đủ, chứ không phải chỉ có phiên hiệu như bọn địch hoạt động sâu trong nội địa. Có nhiều ý kiến cho rằng lực lượng vây đánh mau hơn phải lên cấp sư đoàn. Nhưng theo nhận định của anh em trong đơn vị chúng tôi, bọn địch cứ mỗi lần đánh chỉ sử dụng khoảng một trung đoàn tăng cường hỏa lực pháo binh để vây đánh ta. Chúng sử dụng luân phiên nhiều đơn vị cấp trung đoàn như vậy để thay nhau đánh. Nhận định như vậy bởi vì cứ mỗi lần chúng lại có hình thức chiến thuật đánh khác nhau, khi thì mở rộng tiến công ồ ạt bộ binh với sự chi viện tối đa của hỏa lực, khi thì tổ chức đánh mạnh vào một khu vực điểm, liên tục tăng cường quân số từ phía sau đột kích lên. Trong suốt 10 ngày, địch liên tục thay đổi cách tiến công như vậy, tiểu đoàn chúng tôi vẫn giữ vững được địa bàn phòng ngự của mình. Và cho đến ngày thứ 11 này, cục diện chung của đơn vị chúng tôi và bọn lính Pol Pot vẫn không thay đổi. Tinh thần quyết chiến của tiểu đoàn chúng tôi có vẻ như khiến bọn chỉ huy lính Pot bắt đầu cảm thấy nản. Bọn lính bộ binh của chúng thì còn có vẻ chán ngán hơn. Cái suy nghĩ lúc đầu là chỉ cần vài ba ngày, với mức độ xung hỏa lực áp đảo như thế, sẽ đánh chiếm chốt mò hơn dễ dàng đã không còn thực tế. Chúng nôn nóng, muốn làm sao nhanh chóng chiếm được cứ theo lệnh của quan thầy cấp trên, mà không cần bao vây tiêu diệt, tiểu đoàn chúng tôi dần lộ diện. Chúng bắt đầu rút bớt các lực lượng chặn viện từ hướng đông, đông nam, nhằm mục đích để tiểu đoàn chúng tôi có con đường rút chạy. Đồng thời chúng bắt đầu tăng cường thêm quân số và các trận địa hỏa lực nhằm đánh mạnh gây sức ép để tiểu đoàn chúng tôi phải rút bỏ mò hơn. 6 giờ sáng, ngày tiến công cuối cùng, chúng gần như tung hết lực lượng hỏa lực tham chiến để quyết định số phận của trận đánh. Trên toàn tuyến phòng ngự của ta, chúng dàn hàng ngang, dày đặc nổ súng đánh ác liệt ngay từ đầu. Các trận địa bị chìm trong khói thuốc súng, các loại hỏa lực theo cùng bộ binh của chúng bắn rất dữ dội, trực xạ mạnh mẽ vào đội hình của ta. Nhưng anh em trong tiểu đoàn chúng tôi cũng đáp trả không thua kém gì trên tất cả các phương tiện, vũ khí của mình. Anh em không còn cân nhắc bất cứ điều gì, kiên quyết bắn diệt bất cứ mục tiêu của địch nào xuất hiện trước mặt trong sự say máu lên đến đỉnh điểm.
tiếng đạn hỏa lực, đạn nhọn, tiếng mìn phòng thủ bị giật nổ liên tục vang lên. Bên ngoài lính post thổi còi hò hét, bên trong lính ta cũng thi nhau hô xung phong vang dội. Cảm giác như một trận đánh giáp lá cà sắp xảy ra rất gần. Xu hướng của địch mỗi lúc chiếm ưu thế hơn, do lực lượng phía sau chúng liên tục tăng cường lên. Các khẩu đội 12 ly 7, DKZ, các cỡ của chúng ngày càng di chuyển theo bộ binh vào gần. Những luồng đạn lửa bắn ra từ các khẩu đại liên 12 ly 7 lao liên tục vào đội hình với một cự ly rất thấp. Những cục lửa bằng nắm tay cứ xoẹt xoẹt lao ngang qua đầu. Bất chấp hỏa lực từ các căn cứ của chúng bắn dữ dội vào đội hình, các khẩu đội hỏa lực của ta căn cứ vào nơi nào nổ súng ác liệt nhất là bắn ra tối đa để chỉ viện. Khẩu DKZ-82 của trung đội chúng tôi bắn đến độ hơi phụt về phía sau, làm sạt cả lớp đất đắp bên trên lô cốt tại điểm này. Phát hiện ra tiếng đề pa của DKZ-82. Bọn địch từ bên ngoài bắn phản nổ xung quanh rất sát, khiến tốc độ bắn của ta phải dừng từng chập, không liên tục được. Đột nhiên chúng tôi nghe nhiều tiếng đề pa thật lớn, nghe như sát bên mình. Liền sau đó là tiếng rít cuối tầm và những tiếng nổ nghe ung, oanh, một chập rồi im bặt. Chỉ vài giây sau là tiếng nổ đầu nòng của pháo hạng nặng cất lên. Hàng chục trái pháo từ hướng ngoài ngã ba con voi liên tiếp rơi đúng vào đội hình đang xung phong của bọn lính Pol Pot. Sau đó pháo chuyển làn sâu về phía sau bọn chúng, chế áp trận địa cối các loại đang bắn như bắp rang. Bất ngờ nghe tiếng pháo, cả ta và địch đều sững lại trong giây lát. Nhưng bọn lính Pol Pot thì không có điểm dừng. Chúng hốt hoảng la hét hỗn loạn vì quá bất ngờ. Ngay bộ binh ta còn không biết được pháo ngoài trung đoàn bắn vào chi viện, vì từ đầu trận đánh đến giờ ta có được pháo chi viện đâu. Ngay khi tổ chức chỉnh sát pháo binh để chỉnh pháo, có anh em phía trên còn không biết. Đến chừng biết pháo 155 mi của ta bắn chi viện, anh em mừng quá hét vang trời. Bị mấy chục quả pháo rơi nổ trúng hầm chỉ huy và đội hình đang tiến công, lại bị lính ta đánh trả quyết liệt, gần như lực lượng lính Pol Pot đều mất sức chiến đấu. Chúng lập tức thổi còi rút lui, trong lúc những trái pháo hạng nặng tiếp tục rơi trúng đội hình đồng loạt và đều khắp. Tất cả bộ binh và hỏa lực của tiểu đoàn chúng tôi nổ súng về hướng địch rút lui một cách ảo ạt để tiếp tục đẩy đuổi đội hình của địch ra khỏi khu vực, khiến không gian trở nên mịt mù khói súng, che khuất cả tầm nhìn. Lính Pol Pot chỉ còn cách tháo chạy khỏi khu vực, để lại ngổn ngang những hậu quả của một trận đánh mang mức độ kinh hoàng. Đến khu vực hầm chỉ huy của chúng, bên ngoài bị pháo bắn trúng tan hoang, những xác chết đầy rẫy trong những đoạn chiến hào trúng đảo bên ngoài vây lấn, những chi tiết vũ khí bị bắn hỏng và những bông băng cứu thương chúng bỏ lại trắng rừng. Vài ngày sau, tiểu đoàn chúng tôi tổ chức trinh sát.